Rồi, xin chào các bạn. Mình nghe một hai bài hát nhé. We'll be right back.
Minh bắt đầu vào chương trình. Vâng, thưa các bạn, hôm nay là 16 âm lịch rồi, chỉ còn đất nước ta đang vào xuân. Vâng, thì là chúng ta đón một mùa xuân với rất nhiều những cái niềm vui mới. Vâng, thì mình cũng, chúng mình là những người con của đất nước Việt Nam, mà chúng mình là những người yêu đất nước này, yêu tổ quốc này và yêu cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thì với những cái thành tựu mà chúng ta đạt được trong năm qua, thì mình là những người con của đất nước Việt Nam thì ai cũng mừng vui và rất là sung sướng. Vâng, thì bây giờ tối hôm qua thì là như tất cả các bạn đều đã biết là đội tuyển Nam bóng đá Việt Nam đã đánh bại đội bóng Jordan để vào tứ kết của giải bóng đá châu Á. Thì bây giờ các bạn hãy xem lại cái những cái trận bóng đá đó. Thì nói về thực lực ấy, thì đội tuyển Nam của chúng ta coi như là đối với những cầu thủ nhỏ con hơn này đấy, và sức lực thì nói chung cũng yếu hơn, hoặc là những cái gọi tất về rất nhiều mặt thì nói chung là đội tuyển của chúng ta đều so sánh là đều yếu hơn cái đội tuyển Jordan. Nhưng mà với cái quyết tâm, vâng, bằng ý chí của tất cả các cầu thủ và những cái sự khôn khéo của các cầu thủ và với một huấn luyện viên nói chung là cũng rất là tốt, thì đội tuyển bóng đá Nam của chúng ta đã đánh bại đội Jordan ở trên chấm luân lưu 11m và bước vào tứ kết. Vâng, đây là cũng cái niềm vui của chúng ta. Vâng, khi mà chúng mình chuẩn bị đón một cái mùa xuân mới. Vâng, chứ cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên kia với bọn Tân Thái, Ben Y Chương, chúng nó hô là sáng ngày hôm qua, tức là ngày 20 tháng 1 là chúng nó sẽ tổ chức cái cuộc coi như là biểu tình với lý do là coi như ngày 21 hôm nay. Đấy là lý do chúng nó đưa ra thôi. Tức là cái ngày mà Việt Nam điều hành vì vi phạm nhân quyền, cho nên là điều hành điều trần cái chuyện mà Việt Nam đi vi phạm nhân quyền ở Liên Hợp Quốc. Đấy, thì hôm nay coi như là ngày hôm qua chúng nó tổ định là một buổi sáng chúng nó kêu gọi mọi người dân xuống đường biểu tình, thì là công an sẽ không đàn áp đâu vì sợ là Việt Nam đang điều trần về cái đó, cho nên là chúng nó kêu gọi. Nhưng mà thực tế là nói chung là chúng nó cứ kêu gào hết ngày này những ngày khác họ kia, thì những người dân Việt Nam bây giờ biết rõ cái bản chất của bọn chống cộng cực đoan rồi, cho nên là những người dân Việt Nam đâu có nghe theo lời chúng nó đâu. Và coi như ngược lại, buổi tối hôm qua ở những thành phố lớn và khắp ở trên đất nước Việt Nam thì một rừng cờ đỏ sao vàng, vâng, của những người dân yêu nước xuống đường để coi như mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Và đó là cái sự coi như là rất vui mừng và cái sự tiễn tỏ của cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại. Vâng, chúng ta càng đạt được những cái thành tích lớn thì chúng nó coi như là càng cay cú với những cái thành tích mà coi như là đất nước ta đã làm được trong năm 2018. Vâng, nói chung là trong bây giờ nói về cái chuyện bóng đá nữa, thì trong 2018 thì cách đây cũng chừng khoảng gần một tháng thôi, thì đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam ta thì cũng đã vô địch cái giải bóng đá AFF Cup, Suzuki Cup của ở Đông Nam Á, đạt được chức vô địch, và hiện nay chúng mình đã coi như lọt vào 1/8 đội, vâng, mạnh nhất châu Á bây giờ. Thì nói chung là đó là một cái gọi là gần đến mùa xuân mới rồi, thì nói chung là chúng mình là những người dân ở trong đất nước Việt Nam thì mình rất có những niềm vui mới như thế, thì chúng mình rất là vui mừng. Vâng, đấy là cái thành tựu thứ nhất. Và cái thành tựu nữa là cách đây vào ngày 18 tháng 1, vâng, cách đây khoảng 3 ngày thôi, vâng, nhân dân ta cũng đón một cái niềm vui nữa, tức là cái vệ tinh Micro Garden đấy, thì đã, vâng, đó là cái gọi là cái con rồng nhỏ, tên là con rồng nhỏ, đã được phóng lên từ cái trung tâm ở vũ trụ ở Nhật Bản. Vâng, đây là lần đầu tiên, tức là Việt cái vệ tinh Micro Garden này thì là do các kỹ sư và các chuyên gia Việt Nam
chế tạo và dưới sự giúp đỡ của những chuyên gia Nhật Bản, vâng, đã được phóng lên cái từ sân bay ở vũ trụ của Nhật Bản. Thì là như các bạn đã biết, cũng đều biết rằng cái vệ tinh Micro Garden này là cái vệ tinh mà cái chỉ trọng lượng của nó là chỉ là 50,5 kg. Vâng, thì là khi mà phóng lên vũ trụ ấy, chỉ cỡ khoảng hơn ngày sau thôi thì vệ tinh đã coi như là đã truyền về được trái đất, là ở về cái trung tâm vũ trụ của Việt Nam ấy, là đã truyền về được một số cái những tín hiệu rồi. Thì nói chung là cỡ khoảng độ một tuần nữa thì những tín hiệu mà của vệ tinh Micro Garden thì sẽ truyền về thì rất ổn định thôi. Vâng, thì cái nhiệm vụ của cái vệ tinh này khi mà phóng lên trên đó thì là khảo sát những cái nguồn nước đấy ở những ven biển, vâng, để phục vụ cho cái ngành nuôi trồng thủy sản của Việt Nam. Vâng, đấy là những cái vệ tinh thương mại, nó rất là hay. Vâng, đấy là những cái tin vui liên tiếp ở những cái cuối năm 2018 mà khi mà đất nước đang chuẩn bị là coi như là đón một cái mùa xuân mới. Vâng, thưa tất cả các bạn, là những người Việt Nam, ví dụ bản thân tôi và tất cả các bạn đều rất là tự hào về những cái thành tựu mà của đất nước Việt Nam đã đạt được. Vâng, đất nước này dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nói chung là hiện nay đất nước mình rất là thanh bình và có một cái nền kinh tế coi như là phát triển theo từng năm từng tháng. Vâng, thì năm nay ấy, thì những cái thành tựu về cái kinh tế của chúng ta đã đạt được, rất là những người dân Việt Nam mà biết những cái thông tin này thì rất là vui mừng và mừng rỡ. Vâng, cái tốc độ phát triển của cái nền kinh tế của đất nước ta tức là đạt được 7,08%. Vâng, đó là một con số coi như là rất ấn tượng. Vâng, đó là sự phát triển coi như là cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Vâng, trong 10 năm trở lại đây thì là mình mới đạt được cái con số coi như là tốc độ phát triển về cái tức là đạt được 7,08% GDP. Vâng, đó là một con số rất ấn tượng. Vâng, cái con số này tức là hiện nay cái tốc độ phát triển, thế là tốc độ phát triển thuộc dạng là cao nhất thế giới. Vâng, lần đầu tiên chúng ta coi như là vượt Trung Quốc về cái tốc độ phát triển. Vâng, Trung Quốc thì năm vừa rồi chỉ có đạt được cái tốc độ phát triển là đạt được 6,5% thôi. Nhưng mà Quốc hội mình đưa ra từ đầu năm ấy, thì là kế hoạch là năm nay là mình ở cái tốc độ phát triển kinh tế là nếu mà đạt được 6,7% thì đó là cái mức Quốc hội đưa ra, nhưng mình đã đạt được coi như 7,08%, thì đó là cái vượt mức của cái kế hoạch mà Quốc hội đưa ra. Thì ở trong năm vừa rồi ấy, thì có 12 những cái chỉ tiêu mà Quốc hội đưa ra thì là mình coi như là vâng, còn 4 chỉ tiêu còn lại thì mình đã hoàn thành. Vâng, đó là cái mà nó rất là những cái điều kiện rất là vui mừng. Còn về cái vâng, mình đang thêm Đình Khải ấy. Vâng, còn lại ví dụ là mà cái bọn chống cộng cực đoan chúng nó cứ bảo là coi như là mình coi như chỉ có vay nợ thôi mà để phát triển nền kinh tế. Nhưng mà thưa với tất cả các bạn là chỉ cái trần nợ công ấy, của mình ấy, gọi là không được. Anh Đình Khải ơi, anh Đình Khải có khả năng xuống ok lại. Vâng, cái trần nợ công của mình là Quốc hội đưa ra là chỉ có, tức là mình nợ công đưa ra là 6,5%, nhưng mà năm vừa rồi thì mình cái nợ công mình cũng kéo xuống, tức là chỉ có 61,4% thôi. Vâng, thì là cái đấy là cái nợ công của mình, không phải là mình vay nợ nhiều, mà nói chung là những cái ví dụ kinh tế phát triển rồi thì là mình có thể khả năng một năm năm nay thì mình cũng kéo được cái nợ công để giảm xuống. Mà ví dụ là hiện nay là mình muốn phát triển đất nước thì nói chung là mình vay nợ để mình phát triển thôi, nhưng điều chủ yếu là nói chung là mình sử dụng cái vốn vay nó như thế nào cho nó hợp lý thôi.
muốn anh Đình Khải muốn ấy ok, sau hôm nay là không có ai mà có camera. Đấy. Thì là bây giờ là nói chung là mình là một đất nước mà đang phát triển chẳng hạn, thì là nói chung là mình cũng nên mình vay vốn quả bên nước ngoài nhiều, hoặc vay vốn ở trong nước để mình lấy cái tiền đó để mình phát triển kinh tế thế thôi. Chứ còn những cái chuyện nó vay không có sợ gì hết đấy. Nhưng mà cái vấn đề chủ yếu là cái chuyện mà mình vay thì mình cái khả năng của nền kinh tế của mình trả nợ như thế nào. Vâng, còn lại là về cái vấn đề mà về nói về nền kinh tế một chút xíu nữa, ví dụ như là cái vấn đề nó như là xuất nhập khẩu thì năm nay là năm ngoái chỉ có xuất siêu được 2,1 tỷ đô la thôi. Vâng, nhưng mà năm nay là mình xuất siêu được khoảng hơn 7 tỷ đô la. Vâng, thì nó càng xuất siêu nhiều thì nó nói chung là nó càng tăng được cái mà gọi là cái dự trữ cái ngoại hối của mình càng ngày nó càng lớn lên, thì cái điều đó là rất tốt thôi. Vâng, thì nói chung là một số bạn như bạn lên Việt Nam là nói về cái chuyện bóng đá, thì nói chung là mình đã vào những vòng này rồi thì mình chấp nhận gặp tất cả những cái đội mạnh khác thôi. Vâng, thì muốn tiến vào sâu nữa thì mình phải gặp được, càng vào vòng trong thì càng gặp những cái đội mạnh. Nói chung là những ở đây ví dụ như bóng đá thì có thắng có thua, giả sử gặp Nhật Bản, giả sử mình có thua chăng nữa thì là mình vẫn cũng qua những cái giải này thì nói chung các em nó cũng trưởng thành được rất là nhiều rồi. Vâng đấy, thì anh Bùi anh Mạnh Cảnh vẫn được khoảng gần 8, vâng, xuất siêu được 7,8 tỷ đô. Còn đấy là cái còn bây giờ này đấy 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 là cái vấn đề này mà vấn đề mà mình xuất siêu. Vâng, chứ còn lại là bây giờ ví dụ năm nay cái vấn đề kiều hối chẳng hạn, thì nói chung là nó tăng. Mình năm ngoài năm 2017 thì kiều kiều hối mình đạt được 13,8, vâng, 13,8 tỷ đô la. Nhưng mà năm nay là nói chung là năm nay thì mình coi như cái kiều hối mình tăng thêm hơn 5 tỷ đô la nữa, tức là đạt được 10 10 10 18,9 tỷ đô la. Vâng, kiều hối. Vâng, những cái chuyện này kiều hối thì bọn chúng cộng cực đoan nó cứ bảo là à, tiền của chúng nó gửi về thế này thế khác, nhưng mà tôi nói với tất cả các bạn này thì nguồn kiều hối thì nó cũng từ nhiều nguồn khác nhau. Thứ nhất là những cái người Việt sống ở nước ngoài gửi về cho thân nhân, hoặc là những người ở nước ngoài, người Việt ở nước ngoài người ta gửi gửi về, tức là người ta đầu tư vào sản xuất, hoặc là người ta đầu tư chẳng hạn. Thứ nữa là cái mà quả những phần lớn quả những cái người đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài và gửi về. Vâng, nhưng mà nói chung là bây giờ ví dụ như mình, nhưng mà những cái bà con Việt kiều mình ấy, thì gửi về cái những cái vâng không mười 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 anh Bùi Mạnh Cảnh là mười đạt 18,9 18,9 tỷ đô la. Vâng, như theo em được biết là 18,9 tỷ đô la. Thì là nói chung là cái nguồn kiều hối gửi về thì là 70% là đưa vào vấn đề là gọi là sản xuất. Đó là một cái tín hiệu rất là mừng. Hiện nay bà con ở hải ngoại mình đầu tư vào cái nhiều vào cái nền kinh tế, thì chứng tỏ là rằng là nói chung là bà con mình đầu tư vào nền kinh tế Việt Nam thì đạt được cái số càng ngày mà đạt được cái số lãi nhiều. Vâng, thì là bà con mình mới đầu tư. Chứ còn bây giờ ví dụ là biết rằng là nói chung những người Việt ở hải ngoại ấy, thì nói chung là những bà con kiều bào đều có lòng hướng về quê hương đất nước và hướng về tổ quốc, muốn xây dựng quê hương đất nước càng ngày càng giàu mạnh lên. Nhưng mà ở Việt Nam hiện nay là một đất nước đang phát triển, thì nói chung là những là cái mà gọi là những cái sự đầu tư của những bà con vào ở trong nước mình thì nói chung là cũng đạt được những cái nhiều cái lợi nhuận do mọi người bà con mong muốn, cho nên bà con mình càng ngày càng vâng có một bạn
Tên giống như tên tôi luôn. Vâng, tôi đã mời. Sao mà không được? Thì làm nói chung là đấy là cái về cái tôi nói sơ sơ qua về cái sự vui mừng vâng quả chúng ta khi mà đất nước mình càng ngày càng phát triển. Vâng, vừa rồi là chúng tôi nói về mặt phát triển kinh tế, thì bây giờ tôi nói với tất cả các bạn này, thì là nói chung là về nói sơ sơ qua về cái tình hình chính trị một tí xíu, tức là có mà ngọ thì chắc là chưa vào. Rồi bây giờ anh cứ mở cái giọng hơi khản tiếng mời Lưu đi tí nha. Có camera này. Thì tức là bây giờ ấy, là nói chung là Việt Nam là một đất nước hiện nay là đang phát triển. Do vậy cho nên là Alo, nghe không? chào em. Anh bên bên có hy vọng không anh ơi? Dạ, em xin biết Đó, là em xin biết là em xin biết là em xin biết là em xin biết là để em đeo tai nghe cái đã. Em để cho Em để em cho em bảo. Nghe nghe ồn lắm mà, thế em xuống xong rồi em lên lại. Ok. Ok. Đang phê duyệt. Không thì rồi đang thế nói. Và bây giờ là hết rồi. Ồ đúng rồi, tốt rồi. Đeo tai nghe và nói hết rồi. Chào tất cả mọi người nhá. Chào anh. Hôm nay anh nói về vấn đề gọi là bà con bên nước ngoài gửi tiền về đúng không ạ? Không thì nói chung là anh nói về cái là mình là người dân Việt Nam, nói chung là mình rất là tự hào về vì là mình đất nước đang vào xuân và mình đón được rất nhiều những tin vui. Ví dụ như anh vừa nói về cái đội Và tuyển bóng đá Việt Nam này, nói về cái chuyện mà Việt Nam ngày 18 tháng 1 vừa qua tại trung tâm vũ trụ của Nhật Bản mình lần đầu tiên cái vệ tinh Micro Garden thì đã được phóng vào vũ trụ không, thực cái ra micro thì này anh ạ. thực ra thì cái vệ tinh này là vệ tinh lần thứ hai rồi. Vệ tinh lần trước là nó mình phóng gọi là thử nghiệm một cái vệ tinh khoảng 4 kg lên và nó chạy trong nó có sức sống trong 4 giờ đồng hồ. Thì đây là một trong những cái chương trình mà khám phá gọi là cái chương trình khám phá vũ trụ của Việt Nam. Đấy, nó đang đẩy mạnh cái chương trình đấy của nhà nước. Đấy, thì đấy nó là một trong những cái thành công của đất nước. Bây giờ thì nói chung với các bạn thì mình lên đây thì mình cũng phải nói một điều như này, nhiều khi lên thì bỏ anh em chúng tôi bưng bô quá nhưng mà mình cũng phải nói thật, cái đất nước Việt Nam ấy nó đang trong cái thời kỳ nó phát triển Đúng rồi. mọi mặt, từ kinh tế lẫn khoa học đến kể cả những cái mặt về tinh thần, cái thể chất của con người đều đang phát triển. Đây là một điều không ai có thể chối cãi được. Chứ còn một đất nước ấy thì bao giờ nó cũng phải trải qua cái từ thời kỳ khó khăn đúng không, vượt qua khó khăn rồi thì sẽ phát triển. Mà các bạn muốn đất nước mà phát triển hơn nữa, muốn đất nước bằng gọi là anh em gọi cường quốc năm châu thì chúng ta phải tiếp tục đóng góp từng người từng cá nhân một, trước hết là xây dựng cái cuộc sống của riêng mình. Nên trong cái lúc xây dựng cuộc sống của riêng mình thì nó sẽ tạo lên được cái sức mạnh cho quốc gia. Bởi vì một đất nước thì
bao giờ cũng được tập hợp từ những cá nhân, đúng không? Từng cá nhân khỏe mạnh thì đất nước sẽ khỏe mạnh thôi. Thì nói với các bạn, đất nước nào nó cũng sẽ trải qua, nói chung là về kiều bào đấy, thì thực sự người Việt Nam mình là một trong những đất nước mà có thể nói là có cái nguồn kiều hối lớn nhất thế giới, chỉ gần như là chỉ sau Philippines thôi. Chúng ta phải khẳng định nhau là chúng ta chỉ sau Philippines. Thì nó có nguồn kiều hối này thì nó có rất là nhiều nguồn, như anh Bằng anh vừa anh nói đấy, thì thực ra thì anh Bằng nói thì anh ấy đôi khi anh ấy cũng không không biết được là cái nguồn này đấy, thực ra nó chỉ là thống kê anh Bằng, hiểu không? Nó còn còn đối với những cái người mà đi lao động nước ngoài đó, họ gửi về theo rất nhiều kiểu. Cái kiểu xui, anh không nói xui, đây là thống kê Đây là thống kê mà nhà nước đấy. ghi nhận được thông qua đô la thôi, chứ còn nếu mà Vậy không nó gửi theo rất nhiều kiểu, em nói đơn giản như kiểu bọn em bên này là gửi theo kiểu tay ba. Gửi tay ba đấy là gì, là các bạn ở Việt Nam các bạn ấy có tiền đô nhưng mà bạn ấy xì ra đấy, xong bọn ở bên này lấy tiền Hàn, xong lấy tiền Hàn ở bên này nó mua xe hoặc là mua máy móc nó chuyển về Việt Nam, nó không phải mất cái thời gian là chuyển đô la từ Việt Nam sang đấy. Cho nên là cái con số 18,9 tỷ USD đó đấy, nó thực ra nó chỉ là thống kê chứ còn số thực tế nó còn lớn hơn. gửi qua cái nguồn chính thống. Còn bây giờ này, còn kể cả ví dụ những Việt kiều Mỹ chẳng hạn, hoặc người ta chuyển về đây cũng theo cái những theo anh biết thì cũng theo cái nguồn xui nhiều. Với kể cả ví dụ mình đấy, cái nguồn thứ tư nguồn xui mình không nói. Và đấy, tức là đất nước mình nó đang vào thời kỳ phát triển, nó niềm vui thì nó tràn ngập. Em thấy các diễn đàn của bọn Ba Que Ba Sọc thì suốt ngày kêu biểu tình, kêu hết ngày hôm nay đến ngày hôm sau, làm đủ các trò, nhìn nó tội nghiệp. Mình cứ hãy cứ lựa chọn đi. Tôi nói thật với tất cả anh chị em ở trên diễn đàn một điều này, làm con người ai cũng thế thôi. Mình phải lượng được cái việc gì mình làm đủ sức, mình làm được thì mình hãy làm, đúng không? Còn nếu mà một khi không làm được thì tốt nhất bỏ đi cho đỡ đỡ phí một cái cuộc đời. Bây giờ ai có đủ sức để mà chống lại nhà nước Việt Nam nữa? Đây em hôm nay em cũng định lên em live stream nhưng mà em đi làm thêm nên là chưa về, không live stream được, thì em cũng nói chia sẻ với mọi người. Đấy, mọi người cũng biết hôm nay đài báo ở Việt Nam hoặc là các cái thông tin rất là rộ lên là đô la Trump và chủ tịch Bắc Hàn là Kim Jong Un sẽ họp mặt tại Việt Nam, đúng không? Đấy là cái uy tín của Việt Nam. Cái uy tín nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà các bạn hãy xem lại cái chiêu cờ của người Việt Nam ở trong cái ván bài này, nó mới là cao thủ. Cái chuyện Kim Jong Un với lại Mỹ chẳng hạn có gặp nhau, nó chỉ là cái việc của hai nước đấy biết rằng cái vấn đề đấy không bao giờ trong một sớm một chiều một buổi gặp nó có thể giải quyết được. Nhưng Việt Nam mình đón nhận cái này đấy, nó còn nhiều cái chiêu bài đằng sau. Nói ví dụ như là ông Đô La Trăm ông đi đâu chẳng hạn thì đằng sau ông cũng là một loạt những cái thằng tài phiệt nó đi theo, nó đi gọi hộ tống. Thì khi mà hộ tống thế thì Việt Nam đến là tiếp đón rồi bắt đầu gạ gẫm đầu tư. Đấy là một trong những cái miếng bánh mà Việt Nam sẽ hưởng cái phần đó. Nên cho nên để mà nói là cái đất nước mình ấy, là bây giờ hiện nay đấy, ngoài việc kinh tế phát triển lên nhưng mà chúng ta lại ở một cái thế gì, là một cái thế là ngồi đánh cờ bằng các nước khác nữa cơ. Bởi vì trước đây đấy là chúng ta yếu, chúng ta bị mâu thuẫn nọ kia thì chúng ta trở thành quân cờ cho các nước lớn đánh. Thế nhưng bây giờ thông qua cái việc này thì chúng ta có thể khẳng định một điều là nước Việt Nam bây giờ đang ngồi đánh cờ cùng với các ông lớn trên thế giới rồi. Cái ván cờ này nó là ván cờ Việt Nam đánh với Mỹ với Trung Quốc bằng cái sự mâu thuẫn của cái đất nước Triều Tiên này. Tức là gì, là thông qua cái việc giải quyết cái mâu thuẫn Triều Tiên, giải quyết mâu thuẫn của Mỹ, nhưng mà tao ngồi đây tao kiếm lợi. Đấy. Đầu tiên là mày sang đây họp, nó nói với các bạn họp nó đơn giản thôi, nhưng mà đại khái thì kiểu như là mời hai thằng sang nhà tao làm cỗ đấy, thì bao nhiêu là thịt thừa, thức ăn thừa tao cho lồi rang lại, ngày mai tao ăn cơm, đúng không? Chẳng thằng nào ăn ăn hết được cả. Cho nên là Kim Jong Un với lại Đô La Trăm gặp mặt ở Việt Nam, nên là Việt Nam nó sẽ kiếm được rất nhiều lợi. Thứ nhất, Mỹ đang tỏ ra ve vãn Việt Nam, đúng không? Ve vãn Việt Nam để chống lại Trung Quốc. Còn Trung Quốc thấy thế thì cũng xoắn đái ra, bắt đầu cũng lại phải phải ve vãn Việt Nam. Việt Nam chơi cái nước bài rất là đẹp. Đấy, mình phân tích một tí một 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 chút đây. Bây giờ ba cái đặc khu nó cứ chống mãi, đúng không? Nhưng nhà nước vẫn cứ Bây giờ đầu này tư. Lưu Ly,
Anh nói một cái Dạ vấn đề vâng. này nữa. Cái đường lối ngoại giao của mình rất là tuyệt vời. Bây giờ ví dụ nhé, mình chỉ nói về Triều Tiên và Hàn Quốc thôi. Hiện nay nhé, mình chơi rất thân với Triều Tiên. Ngược lại với Hàn Quốc thì sao? Vẫn rất thân Vẫn rất thân. Việt Nam ấy, Đấy, nói nói chung chung là là bây Việt giờ Nam có nhiều vì lợi ích quốc gia của đại mình. khái cái gì anh hiểu không? Đại khái là bây giờ là chúng ta ngồi chơi cờ, quân cờ có ăn nhau chứ tao ngồi là tao vẫn cứ không việc gì. Thế vấn đề nó nằm chỗ đó. Chúng ta phải hiểu một điều là ví dụ như bây giờ như tại sao nhà nước mình vẫn cứ tiếp tục ví dụ như ở Vân Đồn vẫn làm cơ sở hạ tầng rất tốt đúng không? Có sân bay vừa rồi do công ty coi FLC làm sân Cái vấn bay đề nó nằm ở chỗ là gì? Là với những cái người yếu thế, với những cái đất nước yếu thế thì dù là có cơ hội đến chúng ta không nắm bắt được. Thế nhưng bây giờ Việt Nam là chuẩn bị trước hết để chờ cơ hội đến là túm. Thì đây là cái gì? Đây là cái mà người ta gọi này là thế nước đã lên, đúng không? Vận nước đã đến. Thiên thời, đây là cái gọi là thiên thời. Mà địa lợi chúng ta đã có rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần nhân hòa. Nhân hòa là gì? Là lòng dân trong nước vẫn luôn luôn tin tin tưởng vào sự lãnh đạo của nhà nước. Vậy là chúng ta sẽ đủ ba thành phần gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thì không thể nào có muốn nghèo không nghèo được, chỉ sợ cái những cái bọn nó đánh phá nó làm mất đi cái gọi là nhân hòa. Thì một trong ba cái bị mất thì là nó sẽ không còn, nó sẽ khó phát triển thôi. Thời là thời đó là của chúng ta rồi đấy. Thế là thế của Việt Nam rồi đấy, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải đồng lòng cùng chính phủ. tức Chỉ có làm được điều là đó và bây giờ này anh muốn nói là bây giờ trên cái chuyện về về kinh tế đấy vừa nãy anh mới đá qua vấn đề chính trị một tí xíu thì bây giờ tôi nói với tất cả các bạn là đất nước Việt Nam là một đất nước đang phát triển đấy thì là đang phát triển thì nó có rất nhiều những cái tồn tại đó là cái quy luật ở của trên thế giới này và tất cả chúng ta ngồi đây và tất cả các bạn đều đều công nhận là như thế nhất là vấn đề tham nhũng thì chúng mình là người Việt Nam ví dụ anh lưu đi sống ở bên nước ngoài thì có khả năng là lưu đi không biết nhiều nhưng anh sống ở Việt Nam thì anh cũng biết rất là nhiều nhưng vấn đề cái tham nhũng ấy, thì các bạn đã thấy không thì đảng và chính phủ mình coi tham nhũng như là một cái dạng tham nhũng như là một cái dạng nội xâm và đang quyết tâm coi như là đã đánh về vấn đề tham nhũng chủ tịch nước tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cái này em nói anh Bằng này, bây giờ chúng ta có mấy chục người đây, chúng ta tưởng tượng này, đất nước thì nó cũng giống như cơ thể một con người mà đấy, đúng đúng rồi không? Thời kỳ dựng nước đấy thì nó giống như một đứa học trẻ sinh đấy, sau khi mà giải phóng dân tộc xong đất nước cũng giống như một đứa trẻ, chứ bắt đấy đầu đến cái thời này phát triển nó giống như là cái thời mà chúng ta đang gọi là gì, đang gọi là dậy thì, đang dậy thì lúc bấy giờ là cái tâm sinh lý thay đổi, cơ thể thay đổi, nó có rất nhiều. Đây là cái thời kỳ nhạy cảm của đất nước thì bao giờ nó cũng kèm theo những cái nhạy cảm. Nhưng mà sau khi mà nó qua cái thời kỳ này đấy là lúc bấy giờ đất nước mình nó sẽ đi vào khuôn khổ. Và đặc biệt chúng ta thấy dấu hiệu của cái sự gọi là thịnh trị là gì? Là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sẵn sàng gọi là dẹp loạn đấy, tức là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bây giờ là bắt đầu là làm rất mạnh trong cái vấn đề tham nhũng, tức là cái thời kỳ mà nó có nhiều cái tham nhũng đấy nó đã trải qua rồi, bắt đầu là dấu hiệu là bắt đầu là bị lùi lại phía sau lưng. Và bây giờ là cái thời kỳ mà chúng ta bắt đầu đi vào cái vấn ổn đề định. mà anh muốn nói với Lưu Ly này mình hiện nay mình đánh tham nhũng cũng rất là mạnh đấy những cái ủy viên bộ chính trị này ủy viên trung ương đảng này những cái ví dụ thứ trưởng các thứ mình kỷ luật đúng mức mình kỷ luật Nói đấy chung nhưng mà cái vấn nói đề là như này anh nói 1 phút tức là vấn đề như này tức là như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày xưa tức là năm 2000 tức vừa rồi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói một câu này tức là mình đánh chuột đừng vỡ bình tức là diệt tham nhũng nhưng đất nước vẫn ổn định vẫn hòa bình và vẫn phát triển cái đấy mới là cái hay và đúng tức là không đánh đánh khéo, đánh đánh phải đánh đánh khéo. mới là khéo cho nên là nhiều khi các bạn Và phải hiểu được cái ẩn ý ở trong đó đất nước mình hiện nay nhá tiêu diệt tham nhũng rất là mạnh làm nói chung là tương đối mạnh tay nhưng mà đất nước vẫn được yên bình đúng không không có một xáo trộn gì và người dân vẫn được sống trong cái cuộc sống yên bình cho nên là nói để em ví dụ ra một cái ví dụ để dẫn chứng cho lời anh Bàng nói này, với lời của ông gọi nó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói này, là gì? Là đánh chuột đừng để vỡ bình, đúng không? Ví dụ như ông Đinh La Thăng, là ông ấy bị gọi là vào sổ đen trước rồi, khi vẫn vẫn còn đang làm gọi là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cơ mà. Thế nhưng mà đầu tiên là phải
điều động đi đến một cái vị trí mà có thể nói là không hề có cái thực quyền gì nữa đấy. Đấy, phải điều chuyển đi xong bắt đầu làm mất đi quyền lực xong bắt đầu mới mới túm, thế là chả có ảnh hưởng gì đến đất nước cả. Đấy là một cái điều nó rất là nhẹ nhàng. Bây giờ mà bảo bắt ông bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thì nghe to to chuyện lắm, đúng không? Nhưng mà xong đến khi bắt ông gọi là phó phó chủ tịch ủy ban kinh tế, ủy ban kinh tế nhà nước thì nó từ trước đến giờ còn nghe còn chưa 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 Phó thấy ban kinh tế Trung ương Đảng. đấy đấy đấy. Thì mình chỉ nói với các bạn điều thế, còn đâu vừa đấy anh Bàng nói gì về quyền bố mất rồi. Thế nhưng mà đấy các bạn thấy đấy, thì cũng giống như những cái đất nước mà tôi đã thường hay nói đấy, là bây giờ cái đa đảng đúng không, có nhiều cái bọn ba que ba 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 sọc hay hay nói về đa đảng này, nó hay đòi đa đảng này. Thì tôi khẳng định một điều, đa đảng nó không phải là một chiếc đũa thần để động vào bất cứ đâu nó cũng có thể thành vàng, không phải bàn tay của vua Midas động vào đâu là thành vàng đấy. Dù đa đảng thì chúng ta vẫn phải đi làm mới có tiền, hay một đảng thì chúng ta vẫn phải đi làm mới có tiền, chứ còn chả bao giờ mà đa đảng tự nhiên thành giàu được. Đa đảng nó không đem tiền cho chúng mình, nên cho các bạn đừng có suốt ngày đòi phá bứa những cái chuyện đó. Mình thấy Cái vấn nhiều đề khi anh là không phải một đảng hay đa đảng, mà cái vấn đề ở xem là cái đất nước hiện nay có yên bình hay không và có phát triển hay không, đúng không? Chứ còn bây giờ và ví dụ như một đất nước đa đảng mà nó hỗn loạn lên, mà nó làm tùm lum tùm la lên, mà nó không yên định bình, mà nó không phát triển, thì những người dân mình như thế nào, đúng không? Cho nên là cái chế độ chính trị ở mỗi một nước thì nó phải phụ thuộc vào cái hoàn cảnh đấy của cái đất nước đó, hoàn cảnh lịch sử, hay là cái bản thân những người dân đó như thế nào, hoặc là cái điều kiện của cái đất nước đó như thế nào để áp dụng cái chế độ chính trị vào cái đất nước đó. Ví dụ như hôm qua anh có nghĩ qua cái kênh của Thanh Quốc ấy, có thằng Quy nó lên và nó xuyên tạc, nhưng mà cuối cùng thì thôi lúc ấy anh bận quá anh chả vào. Tức là nó nói là hiện nay tổng thống Trump ấy nói là sẽ tiêu diệt Đảng Cộng sản, nhưng mà nó là cái người mà tức là nằm nó là quốc dân Mỹ, nó là công dân Mỹ, cho nên là nó coi như là bầu cái ông tổng thống Trump lên thì nó phải phục tùng theo ông tổng thống Trump. Thì có hai vấn đề mà nó cái vấn đề nó xuyên tạc như là thứ nhất là tổng thống Trump không bao giờ nói là tiêu diệt Đảng Cộng sản, đúng không? Tổng thống Trump nói là tổng thống tức là tôn trọng cái thể chế chính trị ở mỗi nước, tức là tôn trọng như Việt Nam chọn cái thể chế chính trị nào thì tổng thống người ta coi như là tôn trọng. Đấy, cái cái thứ hai chuyện là là cái chuyện tiêu diệt ấy, em nói thật với anh Bằng, cái chuyện mà một cái nước mà để thằng Mỹ nó tiêu diệt ấy là nó cũng chẳng liên quan đến cộng sản hay cộng hòa tư bản hay là vô sản cả, mà nó nằm ở chỗ là nước đấy nó có lợi cho Mỹ hay là nó trở ngại cho Mỹ mà thôi. Chứ Việt Nam mình bây giờ nói thẳng câu nó đang nằm ở trong một cái vị trí mà thằng Mỹ nó muốn ve vãn bỏ bố lên đi. Em nói đơn giản đấy, có một cái ông tổng bí thư Đảng Cộng sản nước nào mà đã được ngồi ở trong Nhà Trắng, được ngồi ở phòng bầu dục của nước Mỹ chưa? Trừ ông Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ông Nguyễn Phú Trọng ra là kể cả là tổng bí thư của Trung Quốc cũng chưa bao giờ được vào Nhà Trắng. Các bạn phải hiểu một điều là như thế, tại sao lại là như vậy? Bởi vì Việt Nam bây giờ quá quan trọng với Mỹ và Mỹ nó quá thèm. Nhưng mà Việt Nam thì cũng cũng không phải tay vừa. Ta mày thèm tao như nào thèm, nhưng mà chỉ có thể làm bạn, không bao giờ chấp nhận làm đệ tử. nói chung là đường đường lối ngoại giao của mình rất là ok, đúng không? Nhưng Và mà khi mà nghe tức là tổng thống Trump lên đấy, thì nó ông là một nhà tư bản, cái quyền lợi của Mỹ, hay là cái ông nói chung là cái vấn đề mà tiền nong tất cả các thứ vì lợi ích của nước Mỹ, thì ông ấy là nói chung là bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ. Thì là khi mà tổng thống thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Mỹ, cái tôi không biết là Mỹ ký với Việt Nam mình vấn đề gì, thấy chưa? Thì Việt Nam ký một cái là mười bao nhiêu tỷ đô la để mua vũ khí tất cả các thứ, đúng không? Thì đó là cái nói chung là bây giờ chúng nó quay sang làm ăn hết rồi, không bao giờ có chuyện là tiêu diệt cộng sản. Cho nên những ai cái đầu óc mà vẫn còn nghĩ đến cái chuyện tiêu diệt đấy, mà đầu óc đấy nó quá xưa rồi, nó lạc hậu rồi, mà bọn đấy nó không hiểu thôi. Ai cũng hiểu, chỉ có bọn ba sọc là không hiểu, nó khổ thế. Thế thôi em, bây giờ bên em hơn 12 giờ rồi, em phải đi nghỉ đây. rồi, ok, Chúc nhắn anh nhá. em
Rất cảm ơn Trung Nghị. Vâng vâng. Rồi xin chào. Chào tất cả mọi người nhá. Rồi xem bạn nào lên trao đổi mình nhé. Anh thấy Minh Hoàng ở đây. Vâng, xin mời Lại Minh. Rồi, đang kết nối. Ok, xin chào Lại Minh. Hôm nay thấy chẳng bằng mình đi quay cái cảnh ở chỗ Mỹ Tho, nhưng mà quay chỗ cảnh đấy thì cũng không được đẹp lắm, thì tức là mình cũng quay cái cảnh đó cũng có ý của Lại Minh đúng không? Ở đó ở ở Cái Lậy anh Bằng, ở quê như Cái Lậy vô trong xã nữa à. Cho nên cái đời sống người ta nó mộc mạc như vậy đó. Nó không phải là những cái đô thị lớn, thành ra mình quay vậy để thấy cái đời sống người ta như vậy, nhưng mà người ta cũng sống bình thường thôi đó. Cái Lậy mà anh đi vô cái xã nữa, vô tố trong xã, cái cuộc sống nó người người dân họ sống cũng nhộn nhịp, họ sống như vậy đó, bình dân và giản dị. Thì anh Bằng chia sẻ về vấn đề kinh tế. Xin chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Thì anh Bằng chia sẻ vấn đề kinh tế. Nói chung thì đất nước mình đã và đang phát triển, đổi mới rất là tốt. Thì cái nói về kiều hối hiện nay thì tràn về Việt Nam rất là tốt. Cái điều này là chứng tỏ là cái nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh. Bởi vì anh chị các bạn biết, bà con kiều bào bây giờ người ta đi ra nước ngoài cũng nhiều, người ta nhìn về quê hương cũng nhiều, người ta thấy những cái dự án và những cái công trình mà nhà nước Việt Nam đang tạo cái điều kiện cho người người dân trong nước và ngoài nước, cho cả cộng đồng thế giới, để đặng tạo cái cơ hội để họ đổ cái đồng tiền ngoại tệ trở về Việt Nam. Đây là một điều rất là hấp dẫn, rất là tích cực. Các bạn thấy Lợi Minh về nay cũng 6 tầng rồi, thì Lợi Minh đi rất là nhiều về những vùng sâu vùng xa, như hôm nay cũng vậy, thấy cuộc sống của người ta rất rất là sung túc. Đấy, cái điều này rất là mừng. Cái mô hình xã hội nó phải như vậy, chứ không phải đi đến cái vùng sâu vùng xa hay đi đến những cái nơi nào đó thấy bà con cứ ngồi chiêu nghêu chốc ngốc ngồi đó, mà mền mùng không có, nhà cửa không có, rồi cuộc sống thì cứ lăn lóc, rồi ăn xin ăn mài đầy đường hết. Các bạn thấy, tôi đi ngược lại nước Mỹ đó, các bạn thấy đời sống kinh tế Mỹ, mặc dù nó là một thằng tư bản, gần đây đời sống con người ta nó rất là vất vả, rất là tất tật tật. Mà các bạn nhìn thấy bên ngoài những thành phần mà chống cộng cực đoan ô hợp tụi nó lên mạng, lúc nào nó cũng đem cái chủ nghĩa tư bản ra, nó làm cái bánh vẽ, nó vẽ cho người ta, nó vẽ cho những người mà họ nhẹ dạ cả tin, mà tin vào đó, tôi đi qua tư bản, nước tư bản hay là đi qua Mỹ là tôi sẽ đổi đời. Nhưng mà đời đời đâu không thấy đổi, mà thấy mình thì te tua tay vời ba lá chứ các bạn đâu. Trong khi đó cuộc sống ở Việt Nam bây giờ người ta ai cũng đang ăn lên làm ra. Nói về kinh tế Việt Nam thì anh chị và các bạn thấy ngay cả cái cộng đồng quốc tế như tờ báo Forbes nó cũng nghiên cứu về cái thị trường kinh tế của Việt Nam mình, và nó cũng đánh giá bằng cái sự phát triển của đất nước Việt Nam mình sẽ vươn lên rất là mạnh trong những cái năm tháng sắp tới, nhất là hiện nay trong cái thời kỳ mà Mỹ Trung đang kình nhau, thì nhiều cái công ty nước ngoài, những cái công ty lớn đó, anh chị và các bạn thấy nó bỏ chạy cái thời kỳ mà nó không còn làm ăn được khá giả với Trung Quốc nữa, bây giờ bắt đầu nó bỏ chạy, nó sẽ tràn qua Việt Nam. Tại Việt Nam mình hiện nay cái nguồn lực lao động có rất là nhiều, những công ty hãng xưởng nó sẽ qua. Thì các bạn thấy khi người ta đến Việt Nam, người ta đổ tiền đổ của vào thì nó sẽ tạo ra cái mô hình kinh tế phát triển rất là tốt, đời sống của những người dân lao động họ sẽ có nhiều cái cơ hội ăn nên làm ra. Bây giờ tôi nói cho các bạn, ở Việt Nam bây giờ như hôm nay tôi ngồi nói chuyện với một số người, người ta có khả năng người ta mua được xe hơi xe ô tô ở trên, nhưng mà người ta nói bây giờ mua chiếc xe hơi xe ô tô giờ để đâu, chạy đường xá thì mình cái hạ tầng cơ sở của mình nó không có đủ, nó không có đáp ứng đủ, bây giờ chạy đi chợ đi búa nó cũng rất là khó. Cho nên họ thấy là cái vấn đề phương tiện hiện nay xe hai bánh nó vẫn là một cái phương tiện rất là tiện lợi mà họ có thể sử dụng trong mọi nhu cầu trong cuộc sống, từ lao động rồi chở hàng
họ có thể làm biến biến nó chiếc xe hay xe Honda, xe máy anh chị các bạn, thành những cái phương tiện nó giao thông phải cho hàng ngày đó, rất là tốt. Có những chiếc xe Honda tôi nói nó cũ kỹ mà họ 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 sửa lại, họ làm đủ kiểu đủ cách để đăng họ chở hàng hóa, họ chở bình ga, họ chở bình nước, họ chở hàng, họ giao hàng. Ôi rồi cái gì họ cũng chất lên chiếc xe họ chở, họ chạy mà tôi thấy thấy thương luôn. Thành ra tôi thấy cái mô hình phát triển của Việt Nam rất là tốt. Thì tôi chính vì vậy các anh chị các bạn thấy cái nguồn kiều hối hiện nay cứ tăng, phải nói là không ngờ hôm nay chỉ năm ngoái tôi nhớ chỉ có 10 13 tỷ 14 tỷ gì thôi, mà năm nay thống kê năm 2018 mà đã tăng lên 10 10 15 chấm 18,9 9 tỷ, tỷ. năm năm Khủng ngoái khiếp thiệt. là 13,8, Khủng khiếp thiệt. Phải nói là đây là một cái tăng nguồn hơn 5 tỷ. cái nguồn ngoại tệ, cái nguồn ngoại tệ đổ về như vậy anh chị các bạn, rất là tốt, rất là tốt, tuyệt vời. Nó Đấy sẽ tạo lên là theo thống kê, theo cái kiểu gửi chính thức ấy. chính thức Còn đó đó ngoài nha. ra ví dụ như lưu ly thì lại chuyển đổi nọ kia, hoặc là lợi mình khi ở bên nước ngoài khi là nhiều khi gửi chui không theo hệ thống ngân hàng, ở Đúng Việt rồi. Nam cái chuyện đấy là có. Nó gửi bây giờ người ta gửi nhiều cách lắm, cái đó là đồ Vâng. trên chính thức qua ngân hàng rồi thôi, còn chưa nói đến cái lượng kiều hối mà đi theo du lịch nữa anh chị các bạn. Nên nhớ chưa tính cái lượng kiều hối đó, tôi nói trung bình một người kiều hối mà tôi nói không phải người Việt mình không, mà ngay cả những người của những cái quốc gia khác họ du lịch vào Việt Nam họ tuôn Vâng, tôi cái đồng ý. nguồn tiền đó vào cực kỳ lớn. Bởi vậy các bạn thấy cái sự phát triển của Việt Nam hiện nay rất là tốt về những hạ tầng cơ sở, gần như là phát triển không kịp theo cái Cái đà sự mà đa phát người triển phải nói là của cực nền kinh kỳ. tế. Cho nên chúng ta cần phải cố gắng lo làm ăn để phấn đấu mà vươn lên, chứ ngồi đó mà cứ nghe lời mấy cái thằng mà chống cộng, thằng Benny Trương lên đó, mấy cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp, mấy đám dân chủ cùi, rồi mấy cái đám mà tôn giáo mà lợi dụng tôn giáo làm liều thuốc phiện. Tôi nói chị nghe theo mấy cái đám đó là chỉ có đi ăn mày đâu, chỉ có đi ăn mày thôi, không bao giờ mà khá nổi. Tôi nhìn thấy những cái điều đó xảy ra rất là nhiều. Còn cái thằng mắc dịch EQ, có cái thằng mắc dịch thằng đó nó bị cũng khùng khùng điên điên nghe nó nói nhiều lúc muốn cóc đầu đó nó nói trên trời dưới đất, mấy thằng đó nó cuồng Mỹ, nó hơi bị khùng như chắc xin bùi đồ, như thằng Hùng Lân đồ. Các bạn thấy nó càng nói nó càng bị khùng lên, nó khùng nặng luôn. Nó toàn là nó tưởng tượng không, nó ở Mỹ mà nó tưởng tượng không, nó bị đầu óc của nó bị cái gì á không biết, nhiều lúc ngồi suy nghĩ cũng không ra. Cho nên lại bên về thấy là may chỉ có 6 tháng trước mình về, rồi bây giờ về lại là thấy mọi sự phải nói là nó lạ, nó phát triển nó đổi. Tôi nói là chỉ ngay ở Mỹ Tho đó, Tiền Giang thôi đó, rồi tôi chỉ nói ở Mỹ Tho Tiền Giang thôi mà tôi đã thấy cái sự đổi mới từ cái hạ tầng cơ sở và cái cuộc sống của người dân ăn nên làm ra. Người ta kiếm bây giờ người ta kiếm tiền tỷ, người ta chịu khó. Có nhiều người những cái cánh đồng ruộng hoang vu vậy đó, khi những miếng đất nó bắn ngang qua một hạ tầng cơ sở, nó bắn ngang qua cái chiều. Hôm nay tôi cũng ngồi nói chuyện với bà mợ, bà nói cái người hàng xóm của bà trúng cái miếng đất, khi cái hạ tầng cơ sở bắn ngang cái quốc lộ qua cái miếng đất lên bố, bà xè bà có được 2 mảnh hai bên, người ta trả 40 tỷ mảnh. Bây giờ bà ngồi nhịp chân thôi, sống bà nó còn hơn là trúng số. Cứ bởi vì các bạn thấy đời sống người ở Việt Nam, cái sự phát triển của đất nước nó kéo theo những cái mà gọi là kinh tế và về dân sự đó, những cái mô hình dân sự người dân họ 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 khá lên rất là nhiều. Cái đây là một cái điều đáng mừng. Tôi đi ở Việt Nam từ hôm rày tôi chưa thấy có những cái khu nhà gọi là ổ chuột, hay là những nơi mà người ta sống gọi là homeless, vô gia cư đó. Tôi đi kiếm là tôi quay mà tôi kiếm hoài không thấy. Mà ở bên Mỹ bây giờ các bạn biết Rồi, hơi bị Ngọc nhiều. Lan Nguyễn bảo phát cái con khỉ khô. Bây giờ thì sao? Muốn lên không? Muốn Xem lên là thì Việt cho Nam lên. nó không phát triển ở chỗ nào, như thế nào. Thì ok, tôi mời lên hết. Đấy. Phản đối thì là lên cứ Vâng, bây phản giờ mình đối. đây mình tranh luận, mình là người dân Việt Nam thôi. Đó. Thì thực tế tôi là người dân. Đấy chưa? Đúng Đấy. rồi, tôi Thì cũng là ở người đây, dân. đây là những cái mà tôi nhìn nhận được.
qua coi như cuộc sống mà tôi hiện nay tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, và thỉnh thoảng tôi đi du lịch thì tôi nhìn nhận được cái cuộc sống của cái người dân phát triển. Hoặc là Lợi Minh cũng có hai quốc tịch, thỉnh thoảng ở một năm về một hai lần chẳng hạn, cũng thấy là cái sự phát triển của đất nước mình như thế nào. Hoặc là chúng tôi đọc qua sách vở, lấy những con số của ngân hàng châu Á, ngân hàng thế giới, hoặc là tiền tệ thế giới chẳng hạn, đúng không? Thì tôi ra, chứ còn bạn bây giờ bạn bảo Việt Nam không phát triển thì không phát triển chỗ nào đấy, thì bạn nên tranh luận chúng tôi. Nếu không phát triển thì tại sao người dân Việt Nam người ta sống bây giờ, người ta sắm xe hơi, người ta cất nhà lầu, xe máy, rồi đời sống người ta càng lúc nó sung túc Bây giờ coi như là hơn. không, nếu mà không phát triển thì là Việt Nam cứ gần một hai năm trước thì là thế giới coi Việt Nam là một đất nước nghèo thì cho Đấy. vay với vốn vay ưu đãi, nhưng bây giờ coi như thế giới đánh giá là Việt Nam là một nước coi như là có cái thu nhập mức thu nhập trung bình rồi, cho nên là mức vay của người ta không còn ưu đãi nữa chẳng hạn. Đấy, đấy là một cái Từ minh một chứng là đất nước Việt Nam có từ đất nước nghèo mà bây giờ nó trở thành đất nước trung bình thế giới người ta đánh giá. trở thành một đất nước gọi là đang phát triển, mình là một quốc gia nghèo, mình đã trong cái hồi xưa lúc trước là mình là một quốc gia phải gọi là quốc gia nghèo mà bây giờ nó không còn ở trong một Rồi cái Tú Hiếu ơi, thống chờ một kê chút đó. xíu. Ô, có người lên thì anh Bằng cứ Rồi, cho lên đi là mình rất xuống, cảm ơn Lại Minh. Nếu có gì thì không em có mời gì Lại anh Minh Bằng. đi sau. Rồi, Rồi ok, rồi cảm rồi ơn. rồi anh Bằng rồi. Ở đây là mình mời tất cả các bạn lên, kể cả các bạn có một cái tư tưởng trái chiều chẳng hạn, mình lên mình trao đổi với nhau. Đăng thêm Đỗ Hiếu. Lai Nguyễn lên, vâng, nếu mà Lai Nguyễn lên muốn lên thì là ok, mình sẽ mời. Không không được rồi Đỗ Hiếu. Đỗ Hiếu bây giờ thoát ra vào lại hoặc xin lên lại. Vâng, xin chào anh Lê Văn Minh. Đỗ Hiếu ok lại đi. Hoặc là Ngọc Lai Nguyễn muốn lên thì là ok. Mình mời lên, ví dụ bạn có một cái gì đấy bảo Việt Nam hiện nay thụt lùi, Việt Nam không phát triển thế này thế khác nhé. Rồi mình mời Đỗ Hiếu. Đăng thêm Đỗ Hiếu. Vâng, xin chào anh Nguyễn Bình Phương. Có khả năng Đỗ Hiếu thử ok xem, chứ còn chắc không không có camera mời không được. Thử mời anh Nguyễn Bình Phương xem, anh Nguyễn Bình Phương có camera này. Đúng rồi, bạn thử bạn xem mình không nói xem đất nước Việt Nam hiện nay. Vâng, xin chào anh Nguyễn Thôi. Bình Phương. Thì nói chung là hôm nay là Chào chủ diễn đàn, chào tất cả các bạn. Tại bữa nay cái chủ đề của anh phấn khởi quá. cái này là niềm Sao vui mà của không chúng phấn ta, khởi? là những người sống trong Bây đất giờ nước. hỏi thật anh nè, ngày hôm qua anh có chảy nước mắt không? Trời ơi, hôm qua đấy, cái giọng em hôm nay còn khan tiếng vì là cổ vũ đội tuyển Việt Nam, mà cũng nói chung là cũng rất là xúc động. Trời ông ơi, tôi mà già mà tự nhiên nó khóc là bởi vì mình thua rồi, mình thấy mình thua rồi. Rồi tự nhiên qua hiệp 2 cái nó đá có một cái hay, một cái kỳ lạ. Rồi là nó hồi hộp tới giờ phút cuối mà tự nhiên rồi là nó các cái ông ở trên đài phát thanh ông la mà mình không kìm được. Rồi là tự nhiên thế thôi, thành ra nó phấn khởi vô cùng. Mà chủ đề của anh bữa nay là tự hào tổ quốc thì nó còn cái gì bằng nữa. Quá tự hào bây giờ là tự giờ nghe tin đó là mình gặp Nhật anh ơi. Vâng, Nhật thắng Ả Rập Xê Út. Nhưng mà bây giờ phút này gặp thằng nào cũng được hết trơn á, Vâng, miễn đúng rồi. đá đá cho đẹp được rồi, chứ giờ đẳng cấp của mình đâu có đòi hỏi các cháu nó một ngày một bữa mà
nó ngay được đúng không? Mà đá với tinh thần Việt Nam là ok rồi, ok lắm rồi. Chứ còn bây giờ nói sao giờ, gì đây gì đây, ai kêu tên tôi bằng tăng ở đây? Không kệ 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 nó thân đi. Ông Bình Phương nói láo đó. Các bạn ơi, các bạn bao giờ mà chẳng nghĩ chúng tôi nói láo? Các bạn không hiểu được cái lòng yêu nước của người dân Việt Nam đâu, Na Thanh Lê ơi. Nha. Cộng sản luôn luôn nói láo. Rồi, được rồi, nói láo. Bây giờ nói cho mấy ông nghe, sáng á, bên diễn đàn này của nó thành đầu, phố các anh các diễn đàn nó chọc đúng không anh? À, ở bên diễn đàn của Thanh Quốc, anh Bằng sáng á, IQ. Tính không có lên nói chuyện. Nhưng mà nó thôi giờ mà tôi nói ra một lần cuối cùng. Bây giờ á là anh Bằng biết sao, cái đất nước mình nó đang phát triển khủng khiếp lắm. Mà nhất là anh em mình á là tổng kết lại cuối năm rồi. Tổng kết sơ sơ là thôi thì mình thấy rõ ràng Quốc hội vừa rồi đã tổng kết các cái chỉ tiêu. Thì ok hết đúng không? Nhưng mà ở đây mình không cần phải nhắc lại nữa. À, nó mất thời gian các bạn như đó. Cái gì chúng ta cũng đạt hết. Rồi bây giờ tốc độ phát triển kinh tế năm nay cũng cao nhất. Rồi là tất cả các chỉ số hạnh phúc cũng ok thứ năm, rồi là vô Ủy ban Nhân quyền Quốc tế, rồi ký CPTPP, vân vân và mây mây, nói chung cái gì tất cả những cái tiền đề để cho Việt Nam cất cánh là đủ hết rồi, đủ hết rồi. Thành ra đó là mình khi mà cái máy bay mà nó đã bắt đầu cất lên khỏi đó, mình đi máy bay rồi mình biết nó đã bắt đầu nó cất lên rồi đó, thì là bay. Cho nên đó là bây giờ là tụi nó ngoài bên đó nó đang điên cuồng, tại vì nó nghĩ sao? Anh thấy nó kêu gọi như ngày hôm qua anh đi ra ngoài đó, thấy nó thanh bình quá đúng không? Thanh bình quá là tại sao nó quá thanh bình cho các anh kêu thoải mái. À, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói rất đúng. À, mình nói cái chuyện gì nó nói sai, nhưng mà nó nói cái đó là tại vì nó trong nước nó ra nó hiểu hơn là mấy cái ông chống cộng ở bên kia. Nó bảo là cuối cùng là phải để cho người dân tự quyết, thì người dân tự quyết, anh nhìn đi, nhìn người dân đi đấy, họ đang tự quyết đấy. Các anh kêu ra rã nhưng mà có một bóng hình nào ra không? Không có. Nhưng mà khi mà thắng cái rờ xuống đứng cứng đường hết. Cái đó là cái gì? Đấy thì em, thật ra đó là sáng hôm qua em viết một cái tút, em nói là buổi sáng nay tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố rất yên bình, người dân để sắm sửa Tết, chỉ có tối nay sẽ đi, người dân sẽ xuống đường. Đó, đó là tôi có cái đọc đấy. Cái đó anh cứ nghĩ đi, bây giờ là tụi nó đang điên cuồng là nó sợ. Anh Bằng biết không? Bởi vì nó bên đó tụi chống phá nó cũng có học, nó biết chứ. Tức là gì? Tức là bây giờ đó Việt Nam như thế này, những tình trạng đang như thế này mà nếu mà không kêu gọi được á, thì một vài năm nữa đó thì cái kinh tế mình nó cất cánh lên, thì đời sống nhân dân nó lại càng tốt lên. À, mà nó càng lên cao lên, mà dưới cái điều phối của chính quyền mình đó là chính quyền chuyên chính vô sản. Thành ra họ sẽ điều phối cái lợi tức đó, nó hài hòa, nó không để cái mặt trái của chủ nghĩa tư bản nó phát triển mạnh, thì rõ ràng người dân họ sẽ không có bị nữa, là qua cái phát triển này, kinh tế thằng, của mình nó mà bị cái thằng gì ăn lại tay Taylor, nó nói là da bị đập mà bị đàm á, đánh dã man, thì thử hỏi trong cái cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 ở tại thành phố Hồ Chí Minh và ở Bình Thuận, ai bị đánh đập dã man, hay là chúng nó lấy đá chúng nó phá ủy ban đấy của Bình Thuận, chúng nó phá coi như là cái chỗ mà phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở Phan Xí Cửa đúng không? Nó biểu tình ở đúng rồi, ở ngoài Bình Thuận, ở Bình Thuận cũng vậy. Bây giờ thôi ở mình bỏ mấy ông dưới đó, thì mình đang nói về vấn đề phấn khởi của đất rồi, nước mình. Đây là nói với anh Taylor này, hãy im miệng đi. Nhìn thấy đất nước Việt Nam càng ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân càng ngày càng ấm no hạnh phúc. Chúng tôi là những người trong nước được sống trong cái cảnh yên bình, phát triển, ăn no mặc ấm, không phải lo nghĩ gì cả. Thì làm sao chúng tôi phải đi biểu tình, đúng không? Hiện nay đúng rồi. Đó, đây, đây đây đó, đó là cái điều tôi nói từ bây giờ đó, anh Bằng, họ đang sợ. Nó chỉ như vậy á mà không kêu gọi biểu tình, không kêu gọi bạo loạn lật đổ được á, thì một vài năm nữa, năm sau nữa, thì đất nước này nó cất cánh và đời sống là mình nó càng lên cao, tinh thần mình lại càng phát triển, thì lấy cái gì mà dân nó nghe nữa mà hy vọng là lật đổ, mà hy vọng mà anh lật được ngược thế cờ. Nhưng mà bây giờ nói ngược lại là với bạn nè, bạn nói như vậy tôi nói cho bạn nghe,
nha. Hồi sáng tôi nói bên EQ bên kia rồi, lẽ ra đó các ông phải đấu tranh ở bên Mỹ ở bển á, chứ không phải đấu tranh với Việt Nam. Bởi vì Việt Nam này á, là ở Việt Nam này tụi tôi đã phân tích rất rõ rồi, chỉ có yên ổn làm ăn từ lúc mà Mỹ xóa bỏ cấm vận, ngưng được các cái cuộc chiến tranh, các cái hậu quả mới có 25 năm nay thôi, từ năm 1995 đến giờ thôi, chưa được 25 năm đó, 23 năm, 24 năm, thì đã đạt được một cái mức độ như thế này là một cái sự tiến bộ vượt bậc đó, và người dân trong nước người ta hài lòng. Còn các anh á, cái nước Mỹ của các anh á, yên ổn gần 300 năm nay rồi, gần 300 năm rồi. Các anh đó là GDP của các anh đó, là tổng sản lượng của các anh là 18-19 ngàn tỷ, có nghĩa gấp gần 80-90 lần của Việt Nam. Mà những cái tệ nạn xã hội của các anh đó ở bên đó đó, là nó Việt Nam có cái gì là các anh có cái đó, thì các anh tại sao không có mắc cỡ và không biết suy nghĩ? Và các anh hãy đặt một cái dấu hỏi to tướng là cái chế độ của các anh, các anh cho là văn minh nhất hành tinh đó, mà với một cái số tiền khổng lồ như vậy, với một cái những cái năm tháng yên ổn như vậy, mà tại sao đến giờ phút này vẫn còn những cái tệ nạn như thế đó, đó, những cái tệ nạn xã hội như đó? Thì các anh hãy tập trung vào mà làm cuộc cách mạng ở bên nước Mỹ á. Như vậy là rõ ràng cái mâu thuẫn ở trong lòng của nước Mỹ và cái phương thức sản xuất đó, cái quan hệ sản xuất đó, đó của các anh nó có vấn đề hay không, thì tự mình suy nghĩ. Còn chúng tôi đó, chạy ra nước ngoài hàng ngày ông ơi, tức là bây giờ nhá, thế giới là thế giới phẳng rồi đúng không? Thì tôi không nói là Việt Nam bằng nước Mỹ đúng không? Nhưng ai nói Việt Nam bằng Mỹ đâu? Tôi cứ đâu có nói Việt Nam bằng Mỹ đâu. Đúng. Tại vì sao? Tại vì đất nước tôi mới có ý chưa bằng Nhật Bản, chưa bằng Đài Loan. Đúng. Cho nên là mọi người, người ta di chuyển lao động, người ta có khả năng muốn chạy sang Mỹ có khả năng tốt hơn, nhưng chưa phải là tất cả mọi cái ở Mỹ đều tốt hơn Việt Nam. Tôi nói với bạn đấy. Ví dụ như cái điều kiện của tôi ở cái tuổi này rồi, hoặc những tôi đã phân tích những người ở Việt Nam nếu mà trên 40 tuổi có cuộc sống ổn định ở Việt Nam với thu nhập có như một tháng cứ khoảng 15-20 triệu, thì người ta không bao giờ người ta đi Mỹ nữa. Đấy. Bây giờ Việt Nam cũng có người nghèo, người ta thích đi Mỹ hoặc tuổi trẻ, đúng không? Tuổi trẻ. Các bạn bên Mỹ lúc nào mới. Các bạn ở bên Mỹ lúc nào cũng bảo là Việt Nam, đi so sánh Việt Nam với Mỹ khập khiễng. Chúng tôi chỉ mới có yên ổn phát triển có 23-24 năm mà. À, anh 300 năm. Nó nói là có một cái đặc anh so sánh cái gì? Đi bộ xanh nó nói nước Việt Nam. Việt Nam miền Nam là của miền Nam, cho nên trả lại miền Nam đi. Chúng mày rất không có một cái tinh thần dân tộc nào cả. Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Nước miền Nam là nước miền Bắc à? Sao mày ngu thế? Dân tộc. Cái ông nào nói câu nói đó, ông nào với này nick là nói câu nói đó vậy anh? Đấy này, nick anh đi màu xanh này, nước Việt. À, anh đi màu xanh hả? Anh đi màu xanh này, tôi nói cho ông nghe nè. À, anh đi màu xanh. Ông là dân, ông bao nhiêu tuổi rồi? Ông có phải là thời Việt Nam Cộng Hòa không? Ông dở cái hiến pháp của Việt Nam Cộng Hòa ra, nhá. Rồi ông dở cái hiến pháp của quốc gia Việt Nam thời ông Bảo Đại ra. Hai cái hiến pháp đó ông đọc coi là họ ghi là nước Việt Nam của họ là từ đâu tới đâu. Họ cũng bảo là họ từ Nam tới Bắc. Nước Việt Nam là không thể phân chia thống nhất. Hiến pháp của họ điều số 1, cái điều khoản chung với anh bằng. Của Việt Nam Cộng Hòa, hiến pháp của họ đó nha, họ cũng ghi như vậy. Chứ đâu phải là họ dám ghi chia cắt đâu. Thành ra là bây giờ anh là công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa cũ, hay là hậu duệ mà anh đi nói cái chuyện là miền Nam với miền Nam, làm như vậy là anh thay, anh phản bội là tổ tiên của anh, phản bội là ông cha của anh. Ông cha của anh còn ghi vô hiến pháp của mấy anh là ghi rõ ràng nước Việt Nam là không thể phân chia từ Nam tới Bắc. Bây giờ anh ở đây bảo là trả miền Nam cho riêng miền Nam miền Bắc phân biệt, là rõ ràng ngay cả bản thân các anh còn không hiểu hiến pháp ngày xưa của các anh là gì, mà các anh ở đó các anh đi chống đối là chống đối cái gì? Các anh lý luận cồn, rồi so sánh thì cũng so sánh khập khiễng. Như thế thì chúng nó bảo là chúng nó yêu nước, yêu tổ quốc, yêu đất nước này, mà chúng nó có cái tư tưởng như thế, đúng không? Qua đó chứng tỏ một điều rằng tôi nói với anh Bình Phương, là chúng nó chỉ gọi là tiếc cái cuộc sống coi như là phè phưỡi ngày xưa của chúng nó thôi, đúng không? Đấy, chúng nó được Mỹ coi như chúng nó bơm tiền cho, chúng nó cho coi như nằm ngửa ăn sẵn, cái tư tưởng nằm ngửa ăn sẵn của chúng nó hiện nay 44 năm rồi vẫn còn đó. Nè,
Nè, anh thấy không, để là cộng sản cướp xâm lược miền Nam, xài từ ngữ dốt nát ở chỗ đó đó. Họ không hiểu cái từ xâm lược là khi nào một nước này đem quân vào một nước khác thì mới gọi là xâm lược, trong cùng một nước không gọi là xâm lược nhá. Đó, còn cái chuyện mà ông Nguyễn Văn Thiệu á, là hiệp định năm 73 các anh đó là phản bội trước hiệp định Geneva, các anh dùng cái chiến dịch tràn ngập lãnh thổ, sau đó là những cái chiến dịch khác nữa chứ không phải một chiến dịch đâu. Lý Thường Kiệt tiếp tục, các anh nghĩa là phản bội hiệp định Geneva là các anh Sai, đó, các anh nói sai chỗ nào? À, có muốn lên trên diễn đàn này không? Mời lên. rồi còn bây giờ mời lên đi rồi tránh lỡ. Bây giờ có bạn nào lên Muốn đi lên cứ đâu anh ơi, mấy thằng này nó chỉ ngồi ở nó múa bàn phím thôi, nó đâu muốn lên. À, tôi nói hồi sáng tôi nói bên kia rồi, tôi nói các anh não trạng của các anh á là não trạng nô lệ, bu của các anh là cái gì cũng giỏi cũng nhất hết, mà lẽ ra các anh phải thắc mắc với nước Mỹ cái điều đó, tại sao mà tiền nhiều quá nhiều rồi là yên ổn phát triển bao nhiêu lâu nay, chúa tể thiên hạ bao nhiêu lâu nay mà tệ nạn xã hội vẫn còn như thế này. Thằng Athanê này, cộng sản là một nước là mấy cho mày ngu thế không mà cộng sản nước cộng sản Họ không nhưng mà không hiểu được cái khái niệm quốc gia nữa, họ không hiểu được khái niệm quốc gia. Mà bây giờ tôi nói cái cao nhất của là trong luật pháp là hiến pháp, mà hiến pháp của họ đó là ông thờ ông Bảo Đại, rồi cái hiến pháp thời Việt Nam Cộng Hòa của ông Ngô Đình Diệm họ cũng không chịu đọc, bây giờ đọc anh xem ơi, coi nói cho là nói riêng cho Adnan Taylor này, cộng sản cướp đất của dân đem bán cho tổng cộng, bây giờ mày nói bán ở đâu, bán chỗ nào? Luật đất đai của Việt Nam hiện nay những người nước ngoài không được sở hữu đất của Việt Nam, thuê đất làm khu công nghiệp và anh mục ơi. đích mà Việt Nam duyệt cho còn được, chứ Việt Nam không bán đất không như Mỹ nhé, bán đất cho nước ngoài đâu, hoặc như Pháp bán đất cho Trung Quốc đâu, hoặc Úc bán đất Trung Quốc đâu, Việt Nam không bán đất cho ai cả. Bây giờ mình đưa một cái giấy tờ người nước ngoài có quốc tịch nước ngoài không có quốc tịch Việt Nam mà mua được đất của Việt Nam đưa đây tao xem, tao sẽ hiến toàn bộ tài sản của tao cho mày. Thì bây giờ là cái anh nói là để cho người dân tự quyết, thì anh Thanh thấy rõ rồi, thái độ của người dân nó rất rõ ràng, không có ai kêu gọi, không có ai vận động gì cả. Nhưng mà khi người dân cần xuống đường là người dân xuống cứng đường luôn. Nhưng mà người dân á, Bán cho ai? người dân Phân không. lô bán cho ai? Phân lô bán cho người dân để mà cái gọi là để cho những cái khu nhà nó đẹp đẽ lên theo quy hoạch, đúng không? À, Bây giờ ví dụ như cho khu nên nói Trần là ngày xưa đó, thôi anh ơi, bây tôi thấy giờ là ý chí là chính trị của chúng nó bọn Ba Que nó kém lắm. không, nó mình phải công nhận như thế này nè anh, nhiều khi á, có nhiều nhiều em nó là nó đẻ ra đó là nó đã được giáo dục, được nhồi sọ, nó nói là mình ở trong đây bị cộng sản nhồi sọ, nhưng mà thật ra mình già cái này là nhồi cái gì, còn tụi nó trẻ trẻ nhỏ nhỏ lớn lên ba mẹ nó là thế hệ cũ đó, lính của mấy ông Việt Nam Cộng Hòa này ra rồi là coi như là thật ra nó mấy ông lính có ông thì cũng có học, có ông cũng chả có học hành gì, rồi là các cháu nó sau này thế hệ F2 F3 thì nó có học, nhưng mà học văn hóa Mỹ thôi, còn cái chuyện mà chính trị ở trong Việt Nam thì lại nghe bố mình, nghe mẹ cha mình, nghe ông bà mình nhồi sọ riết rồi họ quen, rồi nghe những cái thông tin rác, ví dụ như là mình buồn cười có cái là hô ăn chất độc mà sao dân số nó tăng hoài, chết như rạ mà dân số thì cứ tăng hoài buồn cười vậy á, đó Cho là nên thôi là bây giờ bữa nay mình nói về cái phấn khởi của đất này, nước tao mình, nói thành với ra là thôi không thằng cần phải Adnan tranh Taylor luận. này, tàu nó mua 3-5% đất ở Sài Gòn rồi ông ơi. Tức là nó lấy một cái thông tin là mày ngu lắm, ở đây là nó mua chung cư thôi, mày hiểu không? Chứ không được mua đất. Cái luật đất đai của Việt Nam mày có, mày đọc đi, không thằng nào được quyền mua đất hết đấy, có quốc tịch nước ngoài. Bây giờ bản thân mày có quốc tịch Mỹ về xem, mày có mua được được đất ở Việt Nam không? Hỏi những cái người Việt Việt kiều ở bên đấy là bạn bè của mày đấy, người ta về đây người ta mua chỉ được mua chung cư chứ còn nhá, dốt. Rồi xong bên kia đó là IQ á, nói rằng là các bạn thông cảm, tôi cũng không muốn chống phá Việt Nam cái gì hết, tôi không có đâu mà điều, tại vì á là mình tụi tôi là công dân Mỹ, hệ tổng thống của mình á mà nói cái gì Bảo gì thì á tôi làm thì đấy. mình làm nấy, tôi nói gì nói cái đó phải nhớ nghe, phải nhớ nha, tổng thống Mỹ mà ca ngợi Việt Nam nè nha, rồi còn tổng thống Mỹ là đang hợp tác Việt Nam tới đây là nâng tầm lên chiến lược nè nha, mời ông Trọng qua tiếp tục nè nha, rồi là tổng thống Mỹ của các anh của ông Tàu Trump nó ông nhờ nói rằng người là cho mày ngu thế. Mày biết đâu ngày xưa ấy, một số Việt kiều ấy,
Bây giờ tôi kể câu chuyện này. Vì là Việt kiều mà ở bên kia không có quốc tịch Việt Nam. Tôi về nhờ người thân, tức là họ hàng anh em nhà mình ấy, mua đất. Mà sau cùng đất nó lên một cái coi như mất đất luôn. Chứ bây giờ một thằng nước khác, bây giờ nó lại đưa tiền cho tao mua đất, nó ngu rồi. Kiện hoài chứ gì đâu, kiện hoài gì. Làm sao báo đỏ được? À, kiện hoài, cãi cỏ hoài. Cái đó là bình thường. Có nhiều cái vụ mà anh em các thứ ở Việt kiều với lại những người thân ở Việt Nam phải đánh nhau về cái chuyện nhờ mua đất này. Bây giờ nên về vấn đề pháp lý kiện ai, đúng không? Tôi nói cho thằng à, em ruột trong nhà ấy. Anh màu xanh này không biết. Anh em màu xanh này nè, không biết á là làm còn quá ăn đạn liền, qua ăn đạn gì tổng thống của ông mời người ta qua nha ông. Ông lạng quạng, ông lại gần là ông ăn đạn ngay chứ, ở đó mà nói ông ăn đạn. Ông bài đạn ông lại gần gần là ông bị ăn đạn của cảnh sát Mỹ chứ, ở đó mà lộn xộn nha. Tôi nói cho ông nghe, ông Trump ông nói gì anh bạn biết không? Ông này ông nói nhiều câu cũng hay lắm, bảo là không có lộn xộn cái vụ mà dân chủ nhân quyền gì can thiệp cho nước người ta nữa. Mình chỉ lo nước mình thôi, nước mình mà làm tốt thì người ta sẽ nhìn vào đó người ta làm theo. Còn nếu như nước mình làm không tốt thì người ta sẽ không nhìn theo. Cho nên không có lo mà ở đó mà xuất khẩu đi dân chủ nhân quyền ở đâu nữa hết. Cho nên các ông á, là công dân nước Mỹ, các ông phải làm theo lời tổng thống nước Mỹ nói thì phải ráng giữ lời tôi nói vậy kia rồi. Đó, đừng cái trỏ mỏ về mà dân chủ nhân quyền gì hoài, các ông cứ làm cho tốt ở nước bây Mỹ giờ đi. Thằng Alan Taylor mình ngu thế, dám cướp của bọn tàu không? Bây giờ bọn tàu nó sang đây, bây giờ nó nhờ người ta mua đất, thấy nhá, giấy tờ pháp lý ở đâu mà đang tự nhiên nó đưa tiền cho tao mua đất là làm sao? Đã mới nói là những người Việt hải ngoại nhờ ngày xưa nhờ anh em ruột trong nhà mình ấy, mua đất và cuối cùng lại cũng còn mất nữa là mà cái thằng chơi cái thằng mà Trung Quốc ấy, đưa tiền cho bằng mua đất hồ đó, đất Việt Nam mới tăng chóng mặt luôn. Anh bạn biết sao? Tăng 3-4 lần. Tôi hôm trước tôi nói là ủa sao mà ăn chất độc chết như rã mà dân số tăng, thì không biết nó bên kia nó trả lời tôi sao. Dân số tăng là tại vì Trung Quốc nó đưa dân nó qua đó. Trời ơi là trời đưa dân qua. ông cứ nghĩ coi ở Việt Nam mình quản lý về vấn đề dân số như thế nào. Ông xuất hiện một người lạ thôi là thằng cảnh sát khu vực nó tới nó hỏi thăm sức khỏe rồi. Nó là người ta kiểm kê ở đâu ra mà anh đưa vô bao nhiêu triệu mà anh nói chuyện như là con nít dẫn chơi đó mà nói chuyện rất là gạt như gạt cái con á. Mà cái đó tôi không biết là gạt ai bây giờ mà tôi không hiểu mà sao nó đi nó dốc mà nó dốc trơ trẽn đến mức độ như vậy được. Mình buồn cười nhiều cái lắm, thôi kệ nó. Mà nếu mà dân mà chống Việt Nam á mà có trình độ á, thì mình lại sợ anh bằng. Đúng rồi. Chứ còn cái thứ trơ trẽn như thế này thì mình thấy mình càng thích. Đấy, mấy thằng bây giờ nó nói chuyện Bắc Kỳ, Nam Kỳ nó kia đây này, riêng tao là Bắc Kỳ này, anh Bình Phương là Nam Kỳ này, đâu là Bắc Kỳ, anh em ở Bình Trung, đúng không? Tính ra nếu mà tính về từ vị tuyến 17 trở vào thì anh là người Việt Nam. Bây giờ nó có phân biệt Bắc Nam nữa, mấy thằng ngu thật đấy. Mà thế mà đòi yêu nước, mà thế mà đòi coi như tuyên truyền cho những người dân Việt Nam để mà người ta đứng dậy chống lại chế độ này. Mẹ cái đầu óc, mẹ phải khôn lên, phải thông minh lên. Nhưng phải hiểu chính trị, lịch sử, văn hóa thì mới tuyên truyền được. Chứ còn tuyên truyền như chúng mày ấy, là tuyên truyền ngược. Càng ngu thì những người dân Việt Nam thì người ta không nghe. Người ta càng ghét chúng mày. Đừng bởi vậy. Tôi nói anh đó là kỳ rồi cái đội tuyển Việt Nam mình đó, ăn nhầm cái chất độc. Đó. Ăn nhầm chất độc sao mà đó mà hiệp 2 nó đó hay khủng khiếp luôn. Nó mang về vinh quang gì cho Tổ quốc, khổ vậy chứ. Ôi trời ơi. Cho nên là thôi trời mình Nathaniel này, không bà mà. Thì nói chung hiện nay bảo vệ cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì tao bưng bô cho Đảng Cộng sản cũng được, chẳng có vấn đề gì cả. Đấy. Đảng Cộng sản Việt Nam đó mà ngoại bang suốt ngày cầu viện Mỹ cái gì tự mình phải làm ra, đừng có phụ thuộc vào ai hết. Quan hệ quốc tế đúng rồi, quan hệ song phẳng hai bên đều có lợi. Nhưng mà buồn cười cái này nè anh bạn biết sao không? Tức là ở Việt Nam nó đang còn nghèo như vậy. Đất nước sau bao nhiêu năm chiến tranh mới phát triển còn đang GDP có bao nhiêu đó. Mà dân Việt Nam cảm thấy hạnh phúc, đứng hàng thứ năm thế giới. Mà các anh cứ chỏ gì anh nói, mà trong khi ở bên Mỹ nó giàu như vậy. Mà nó vẫn còn cái bất công vậy mà không có ông nào dám há cái miệng ra mà nói được câu. Chỉ số hạnh phúc làm sao mà các ông mà mới đứng 105
trên 140 nước trên thế giới mà Việt Nam đứng đứng thứ tư thứ năm nhá. Đấy chỉ số có Xuân Phúc đấy nhá. Đó sáng nay tôi cũng nói, tôi nói là ở bên Pakistan á, cái dân của họ cũng đang kiến nghị với chính phủ của họ là tại sao không làm giống Việt Nam, thấy không? Bây giờ Việt Nam tự nhiên trở thành nhiều tấm gương lắm anh bạn, mình cũng hãnh diện vì điều đó. Pakistan á, một đất nước nào cũng thế thôi. Đất nước Việt Nam hiện nay cũng có người nghèo, Mỹ cũng có người nghèo, đúng không? Chứ bây giờ ví dụ những người nghèo người ta muốn thu nhập cao, người ta ví dụ người ta không đi theo đường chính thống, người ta lại trốn đi sang Đài Loan, người ta làm tiền được nhiều hơn. Nhưng cái đó là từ nay giờ tôi nói đó, từ nay giờ tôi nói với anh bạn á, mà tôi nói cho các bạn ở bên bên Việt Kiều bên Mỹ đó, cái nghèo bên Mỹ á, cái mới là điều lạ, là bởi vì anh 18, 19 ngàn tỷ đô la rồi thu nhập bình quân đầu người như thế đó mà người vẫn còn người nghèo như thế đó, rồi còn những cái thảm cảnh như là người ta bị hôn mê bao nhiêu năm anh vẫn hãm hiếp tới có bầu có bì, rồi là súng ống thì mấy đứa non nít đó, anh nói Việt Nam là giáo dục học đường như thế này thế khác, còn bên đó học sinh mà nổ nóng lên là xách súng vô bắn một cái là chết sạch. Mà thành ra đó là cái mà các anh phải suy nghĩ, văn minh như thế, giàu như thế mà vẫn để những cái chuyện đó ra xảy ra thì mới là đáng nói. Chứ chúng tôi ở đây đất nước nó còn nghèo thì có thể nó còn xảy ra nhiều cái tệ nạn hay hoặc là cái gì đó thì không đáng trách đâu, mà đạt được như thế này đã là quá tốt rồi, cho nên người dân người ta hài lòng là chỗ đó, một đất nước và nó sẽ tốt hơn nữa. Tôi sắp xỉ 20 năm mà trong đó so sánh với một đất nước coi như là phát triển rồi hơn 200 năm rồi, ngoài ra còn ăn cướp của các nước khác về, đúng không? Thì làm sao mà ấy được. Mà nói chung với dân Việt Nam chúng tôi sống Animal Xanh, Animal Xanh nè anh à, thôi để cho anh bạn anh lên nó đưa cho ông này coi phim đi, Animal Xanh nè, tưởng tượng trong xem phim. Không có chấp nhận, không có chấp nhận những cái thông tin mà chính trên báo chí, trên đài phát thanh của Mỹ mà anh bảo mình tưởng tượng. Thôi cho tôi xuống để anh bằng lên, anh bằng lên cho nó coi phim anh bằng ơi. Có anh bằng nãy thấy tôi thấy anh bằng ở dưới á. Nói chung là thực tế ra là mình mới thấy, em nói với anh là với đà phát triển này thì nói chung là cỡ khoảng 5 năm nữa thì những người mà Việt ở hải ngoại ấy, kinh tế chưa chắc so với người Việt Nam, chưa chắc đã hơn. Ví dụ em nói thật anh nhé, cái bản thân em thì nói chung là chúng nó không so được rồi. Đấy. Mình nói tới cái đó thì nói về cái mức bình quân thì mình không dám nói như vậy, thì giống anh thì lạc quan dữ, nhưng mà tôi chỉ nói là cái chỉ số hạnh phúc á, người ta sống cuộc sống nó không phải chỉ bằng cái đồng tiền. Các đúng bạn rồi. Được sống trên quê hương, các bạn được hạnh phúc, các bạn thấy hài lòng, cái điều đó là cái điều cảm thấy người ta cảm thấy nó cái bất công, nó không có quá đáng. Thế nào xã hội nào nó cũng có những cái trục trặc à, không thể nào không có được. Ngay cả nước Mỹ bây giờ cũng vậy, thì huống hồ chi là ở nước Việt Nam, làm cái đất nước còn đang thiếu thốn, còn đang phát triển, đang trong giai đoạn phát triển. Còn các anh là nước đang phát triển rất cao rồi mà còn như thế, thì cái chuyện mà ở đây nó như thế này thì nó có cái gì đâu. Không có cái gì mà để chúng tôi phải mặc cảm tự ti hết, mà tôi đang tự tin với cái đường đi, cái bước phát triển của mình, hài lòng với cái bước phát triển của mình, chỉ có vậy thôi. Và theo cái cách đó thì chúng ta cần cái sự yên bình, cần cái sự giúp đỡ của các bạn ở bên nước, bên Mỹ. Lên. Rồi mà anh em khác lên anh bạn ơi. Vâng, em cảm ơn anh Bình Phương. Mời Phụng lên nhá. Đây này, anh là dân thường này, cần gì đâu phải cán bộ, không đảng viên, không một chức vụ gì, kể cả tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố cũng không có, đúng rồi, sớm muộn gì thì cộng sản sụp đổ, chờ 1.000 năm nữa đi, không được phải Phụng lên ơi. Rồi anh Nhàn đâu, anh Nhàn vừa nãy xin lên rồi. Ok lại đi.
Mời anh Nhàn nhá. Đã mời anh Nhàn ơi. Rồi chúc anh chờ tí xíu, xem anh Nhàn có lên được không? Được rồi. Đang kết nối. Rồi, em chào anh Nhàn. Rồi rồi, chào 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 nhà đã xong mời chào bạn. Alo, anh nghe. Vâng, nghe tốt. Nghe tốt đây hả? Vâng, nghe tốt đây. À, để Phùng lên lên nhưng mà Phùng lên lên được, tranh thủ lên lên một tí trước đi. Tôi để Phùng lên lên sau không được. À, thôi bây giờ đây. Chào anh Băng, chào tất cả anh chị em đến diễn đàn của anh Băng. Thì cái này chú Bình Phương chú có trao đổi chia sẻ đó, sáng nay tôi cũng lên diễn đàn của Thành Quốc rồi cùng của Hà Mỹ tôi cũng lên cả rồi. Thì hôm nay là anh em cùng mấy cái thằng lính hôm qua cũng thức khuya rồi gọi nhau để coi đá bóng, trưa nay cũng làm tí mệt 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 nhưng mà đang say, nhưng mà bởi vì sáng nay cũng có lên chỗ Thành Quốc. Thì bây giờ em có nói là này, thì hôm qua anh đang có nói là 20 tháng ngày 20 tháng 1 Việt Nam thắng ra đường thấy Benny chột lên mẹ nó lên đeo khăn tang tụng bảo là mẹ ra đường tôi cho mày tang luôn. Thấy không? Đó, nó thách đó, tôi bảo cứ ra ngoài nhà thờ Đức Bà tang luôn. Thì bây giờ con chia sẻ thế này. Mà cái việc khác thì em không muốn nói đâu. Chú Bình Phương chú có nói đấy. Là cái kinh tế Việt Nam bây giờ nó phát triển rồi, mình không phân tích gì nữa. Mọi người cũng hiểu cả rồi. Còn cái bọn mà ba que ba sọc của nó có nói này, có cái nick gì, cái thằng gì đó nó bảo là hãy nghe đừng nghe cái gì là cộng sản nói, hãy nhìn cộng sản làm. Thì em cũng chia sẻ nói đó này, bây giờ cộng sản đã làm được cái gì đó, làm những điều tốt cho dân dân nước đâu có nói gì đâu. À, chỉ có những người dân chủ quản tôi nói thôi. Thì cộng sản đã làm rồi đấy, cộng sản đã làm là tức dù có đốt cháy dậy rừng để thống nhất đất nước Việt Nam, hai miền Nam Bắc sẵn sàng đốt cháy dậy rừng sơn. Cộng sản nói cộng sản làm, không cần phải đốt cháy dậy rừng sơn mà vẫn làm. Nói cho cái thằng ba que mẹ cái đầu tôm này, đầu tôm mới bị cái đầu dương mấy thằng ba que trong này, cái đầu tôm nó toàn kích đầu chúng mày đầu kích nhá, đừng có lấy tên tụi này mà xuyên tạc mà nói. Còn chú Bình Phương sáng nay cũng chú Bình Phương cũng lên có thêm trước cái giờ đang gồ của Thành Quốc, tôi cũng lên tôi nói cả thằng ra sân bùi cả thằng A Quy đấy. Thì bây giờ tôi nói này, bây giờ nói với chúng mày mấy thằng ba que này, anh chị em mình không muốn nói, hãy nhìn những cái gì thằng Thiều làm hả. Tôi từ chức tổng thống thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa có thêm một tay súng, mẹ nó chúng mày cho mày 23 năm mày lên máy bay bay mẹ sang Đài Loan đấy, coi tổng thống Thiều những chúng mày làm nhá. Đừng lên mà sủa, đừng lừa ai thì lừa nhá. Chứ còn dân Việt Nam bây giờ đừng lừa dân Việt Nam nữa, bây giờ đầu óc nó khôn ngoan, cuộc sống nó thanh bình hạnh phúc thế này đúng anh Bằng. Lên con mà ẳng trên đó mẹ chúng mày sủa cái tiếng nào là thấy thôi tiếng nó đấy, mẹ nó mà con Facebook Nguyễn Ngọc Quỳnh nó bạn đầu đúng đây, nó nói Bình Phương nói bây giờ để cho người dân Việt Nam tự quyết đúng không? Chứ chúng mày có súng có đạn có sức lực đâu mà về đây đấy, tổng thống bao quát thường xuyên lên nó tí nó thường xuyên lên đấy, phải nói rõ cho nó thẳng đấy, để cho dân dân Việt Nam tự quyết, tụi tao tự quyết đúng không? Hôm qua mà xuống đường rồi, buộc khăn tang thằng bé đi chột, buộc khăn tang xuống đường đấy, xuống đường rồi. Hôm qua lên mày tên đó nó lên nó chửi tôi quá trời lên, nhưng mà tôi phải tao chửi tao đều chết. Cứ xuống đường ra cứ cho địa chỉ ra đường là biết ngay. Kêu gọi người dân xuống đường buổi sáng không mà không, nhân dân chọn xuống đường buổi chiều, buổi tối cơ, buổi chiều không cho nó mát mẻ, và xuống đường với cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các đường phố, khắp các coi như là những khu phố.
mà nói thật anh Bằng nó cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà nên thấy cái que trong nhà anh nó vô cái thơ nhiều nhiều cho nên bực bực mình nó cũng lên tí, cho nên sáng nó cũng chia sẻ đến diễn đàn ấy, đâu có hàm ấy cũng lên chia sẻ rồi nói cả thứ chắc sức bôi trong mùa mà toàn lù đầu đầu tôm thằng đấy bảo cắn đây. da da vào trong cái phu sa, cái thằng đấy nó lên diễn đàn cho mấy thằng bà que coi này, tháng tư năm năm 30/4/15 đây, cái thằng nào ngồi 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 cái đầu thằng thằng đây hả, mẹ chúng mày coi đây này, đấy cộng sản như mày đấy hả, mẹ chúng mày đây cộng sản nó đang đang lấy búa nó đập đầu bà que này, thằng ngồi này thấy không, mẹ chúng nó bực mình muốn nghỉ ngơi tí nó không cho lên lên nó sủa. Đấy người dân Việt Nam là tự quyết, cũng người nào cũng mình nói đúng về như đây, về đây đúng không, mày lấy mày lấy miền Nam đấy, về đây về bên này này đừng có bên nó mà sủa nhá, nói cho một câu cho nên này, đừng có ngồi đó ngon thì về đây này bước chân về cái đất nước Việt Nam về đây này, Việt Nam nhé, lấy miền Nam làm cái gì, lấy lại miền Nam mình chúng ta phải đánh cho chạy cục quần được nữa, mà quần còn đâu nữa mà kinh tế ta không bàn nữa, nói rồi chú Bình Phương cũng đã chia sẻ rồi, anh Bằng cũng chia sẻ rồi, đúng mọi người chia sẻ là hiểu cả rồi, bọn nó que bây giờ nó đang dạy chết mà nó thấy Việt Nam phát triển quá, bây giờ chúng nó bên nó bọn chúng nó bên nó đang làm tết tết xuân về tới đây này, bây giờ Việt Nam bây giờ nhân dân bây giờ là làm công tác vậy rồi, bây giờ chuẩn bị đi sắm tết đúng không anh Bằng và tất cả cộng đồng mạng đấy, nhà tôi cũng mãi mà cũng sắm cả đao cả mai sắm hết tất cả rồi. Thôi thằng Nathaniel về đây tao trả lại cái nước Việt Nam Cộng Hòa mày. Bây giờ nói cho chung nếu mà bây giờ em nói là bây giờ bảo thôi trả lại nước Việt Nam Cộng Hòa cho chúng nó, mẹ chúng nó coi như không về được đây, chúng nó đánh nhau chết hết bên kia rồi, chúng nó tranh giành quyền lực mà đánh nhau thì chết hết bên kia làm sao chúng nó về được. Này mấy thằng chúng mày là hỏi luật sư Hoàng Duy Hùng đấy, nghị viên của thành phố chứ gì gì đấy. Đấy, ông đang nói cả Ngô Kỳ đang đi phỏng vấn cái ông gì cách đây cử ngày hai ngày là trần Hoàng Hoàng Duy Hùng là luật luật sư Hoàng Duy Hùng à, nghị viên của nghị viên luôn, cử nghị viên đấy, chúng mày cứ hỏi ông đấy, Ngô Kỳ đang đi tìm đấy, đấy ngày 19/20 là kỷ niệm bao nhiêu năm trận gì hải chiến Hoàng Sa đấy, tàu quân ta chiến thắng quân mình đấy nhá. À, quân ta chiến thắng con mình đấy, mẹ cái tàu kia nó bắn cái tàu kia đấy à, mẹ chúng mày toàn cái loài nhãn gan, mẹ nó bắn thủng nó bắt đầu mày đạn nó xuống xuống sợ ở dưới nước nó chui vào cái tàu quân mình, sau đó còn hai chiếc nữa thì mẹ chạy coi như là chạy biết mấy bắn chạy tàu lết vào đến cảng, lết vào cảng Tiên Sa Đà Nẵng, đến khi mà ra thì mẹ thấy là đàn của USA rồi kéo vô thành vô cảng Sài Gòn à, bắt đầu mới khui ra, bắt đầu mới vinh danh, mẹ vinh danh quân ta chiến thắng quân mình đi vinh danh, mẹ toàn cái lũ đầu đất đầu tôm em kéo cái tàu đó sang bên đi Philippines. Cái bọn ba quê nói chung là cái ông phó tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa trước ấy, ông nói là chính xác đúng không, chúng nó chỉ mấy thằng ở bên hải ngoại bây giờ, mấy thằng ba que chỉ là một lũ ăn hại thôi, một lũ lừa đảo thôi, hãy nghe lời phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ ấy, nó nói Hoàng Duy Hùng đang thách tất cả các bọn người F1 F2 kìa, đang thách đấy, thách đưa bằng chứng ra phản biện Hoàng Duy Hùng về cái trận hải chiến Hoàng Sa đấy, lũ ba que chúng mày nghe đấy nhá, Hoàng Duy Hùng là chống cộng cực kỳ luôn, nhưng mà bây giờ tự đấy phải tại đất nước Việt Nam là như vậy, chứ nên cái bọn ba que chúng mày cứ sủa những cái gì đây, ông Thiều nhà mày đấy, tôi mà từ chức tổng thống quân đội Việt Nam Cộng Hòa thêm một tay súng, mẹ 23 đã xịt máy bay chảy mẹ sang Đài Loan đấy, mẹ lưu vong cái nó. Có anh cầm Nguyễn này, anh mà hôm ấy cái hồi mà 30/4 mà anh mà không bệnh mà anh nằm bệnh viện, có khi là anh mà cũng mặc quần áo lính thì anh cũng phải chạy cục quần. Ờ, ông cầm một tuần quân chạy luôn, mà ông cầm mình quay về lại quân thôi. Ừ, nhưng mà bây giờ bác cầm về quay lại là vẫn cất con nào cho bác cầm vô tứ thôi, bác cầm rồi ok. Ừ. Mày bác mà, lúc đấy bác cho nên bây giờ nói chung là
không có quần mà mặc. Cho nên nó bất bất câm và nói bất câm đó. Bất câm là máy là nằm viện đó, bất viện nằm viện đó là bất câm cũng cười con áo vứt rồi, nhưng mà bữa nay quay lại lấy rồi nhưng mà giờ không dám mặc. Giờ không dám mặc bất câm. Rồi bữa nào bất câm bác về anh thấy được khi nào mới nói chuyện được, đúng không anh Bằng nhỉ? Vì thế bác từ Vũng Tàu mà cho bác đi bộ về thì bác có tủ quần hay không? Không bảo tao mẹ thằng này, tao không biết tao được mặc quần áo của bệnh viện. Nếu mà tao mặc bộ quần áo lính thì tao cũng tụt đấy. Nhưng mà tao mặc quần áo bệnh viện. Nói chung là nhân lúc mà anh Cầm anh ấy đang ở đây mà anh không lên diễn đàn thì cũng nói xấu anh tí. Ừ, kề ông lên kề ông nhá, ta thông ta nói tốt thì anh nào tốt, ta nói tốt xấu, ta nói xấu con ba que thì thôi kiếm cấm cái mỏm lại đi. Đây đất nước Việt Nam chưa? Chúng mày mà so Việt Nam với Mỹ thì mày chúng mày càng đầu đất đầu tôm, nói anh Bằng mẹ tao nói thẳng mày luôn, nói tục tí mà chúng mày là đầu phân đầu kích. Nhá. Đúng rồi, cái đầu đúng không anh Bằng? Thực tế ra nhá, không hiểu sao chúng nó bảo là bây giờ nói anh Bằng này. Phân binh là nước tự do này này, thế này thế mà nói chung là ý thức chính trị mà của chúng nó quá kém, mà cái đầu óc của chúng nó đầu não tôm nhiều quá. Ở đây là em cũng muốn nói này, thực tế mà thằng rất sẽ bùi, nó lấy sim khi nào nó ngồi được cái xe ô tô, xe trả góp, nhà thì nhà trả góp, lấy sim thì khi nào ngồi xe, mẹ tụi tao ngồi bán ghế đàng hoàng cả mấy trăm triệu bộ, nhà đấy cửa 2-3 tỷ bạc, xe cỏ mẹ đây kìa, mẹ chúng nó ngồi cứ sủa. Cái như tụi ta, mày xin nói thật anh Bằng, cộng đồng mạng anh em đến Việt Nam anh Bằng này, chúng nó Tết nhất không có tiền mà về, cày cả năm cả tháng mấy năm trời, cực chục năm trời không có tiền mà về Việt Nam, mua không có vé máy bay mà về, nói xin lỗi chúng mày đi, tụi tao biết chúng mày cả. À. Còn ba cái thằng bé đi chột á, nó xin lỗi đi chọt cho đuôi mắt đấy, mẹ đi ăn tiền gói xe, chứ ngồi mà sủa, khấn tang khấn tùng. Nói cho chúng nó hiểu. Rồi Tân Thái đó, cứ lên diễn đàn là bắt đầu là kêu gọi nhân dân biểu tình xuống đường. Mà có ai nghe đâu? Mà có ai nghe đâu? Có ai nghe đâu? Hết ngày 22 tháng 12 sau rồi, lại đến ngày 20 tháng 1. Không có một bóng nào nghe theo mà suốt ngày chúng nó ngồi mà chúng nó gạo nghe theo được. Mà cái bọn kia ở bên kia mấy thằng chống cộng của con ngu si đần độn. Coi như là cũng hùa theo mà ngồi hai. Nó nói. Nói xin lỗi, 22 tháng 12 là ngày kỷ niệm ngày thành lập quân đội, mà ra đường là bọn tao còn dầm chết đất nữa. Nói xin lỗi cho mày này, kể cả dân chủ cuối trong này, nói trước cho biết cái việc an ninh là việc của đảng và nhà nước, của việc an ninh nhá. Tụi tao chấp hành luật pháp của nhà nước, chúng mày muốn xuống đường làm gì thì làm, nhưng mà nhà nước ok là mẹ tụi mày lên mày chết đầu tiên. Tụi tao đập đầu tiên, nói cho mày nghe, đó là tụi tao chấp hành luật pháp của nhà nước nha. Đấy, nói rõ quan điểm như vậy là có dân chủ quyền trong này thì có cái chuyện đấy. Đây, mẹ chúng biết ai có mẹ thằng chột đây. Chột đeo phương đăng đấy. Bố ấy bảo ôi, sao mà bên đi chương tăng bố hay tăng mẹ hay tăng vợ hay tăng ai mà phải tăng vậy. Lốc em luôn. Hôm nay hôm đó là Nam Phi cũng lên, xong rồi em lên xong rồi mẹ lên là mục nó luôn, nó bảo là cái gì cộng sản là dày đấy, mẹ dày chúng nó, bây giờ lên chúng nó là không có nhà nhà được, lên phải mục ngay, tước sáu đồng cho xuống. Đấy. Thôi bây giờ có Phùng lên thì mày bác siêu gì đó lên đi mệt ngủ thì thôi chào tất cả nha, xin lỗi cái lên diễn đàn anh Bằng có cái gì đó nói hơi tục tiểu thì gì cũng xin lỗi nha. Có mắc sinh phạm này, thoát dai vào lại cơm. Nói chung là nói với bọn ba que, nói cả ngày, không nói chuyện. Nói chung là chúng nó ở bên đấy, chúng nó chỉ lừa những người ấy thôi. À, thế. Thôi mai có khi là vâng mời tổng thống ạ. Hôm nay quên không mang cái xuống, không mang cái tai nghe xuống. Ừ. Vâng, xin chào tổng thống Ba Que. À,
Vâng. Xin chào bà Nguyễn và xin chào tất cả anh em trên diễn đàn của bà Nguyễn nha. Nếu mà bà Quê về đây thì em nói chung là sẽ bầu anh làm tổng thống bà Quê. Đúng rồi, tôi đang muốn mong muốn bà Quê nó về để tôi được làm tổng thống. Đấy, mà bà Quê không chịu về, chờ mãi thôi. Hôm qua coi như là bảo biểu tình biểu tét thì mà để mình cứ ngồi chờ biểu tình mà chả thấy ai biểu tình cả để mình mong được làm tổng thống. Bây giờ chả thấy một cái mống nào cả. Thế chứ cái bọn này nó toàn lừa đảo. Nói nào đó thế. Mấy ông bao que coi như là thằng chột rồi. Đưa cả cái thằng mù lên diễn đàn mà nói chuyện đấy. Chột với mù có nhìn thấy gì đâu mà coi như là toàn nói láo lách hết ở trong cái diễn đàn đấy. Khổ thế chứ toàn mấy thằng mù thằng chột ở trên diễn đàn của Ben Lê Trương này. Sao lại nó tụ tập ở đâu có thằng mù thằng chột thế không biết. Bây giờ so với thằng mù về để mà lãnh đạo đất nước thì thôi mà để tao lại xuống mày. Đầu óc ngu si đầy bộ rốt nát. Văn hóa. Cái khả năng của nó bây giờ. Đòi lãnh đạo. Bây giờ tôi thì không biết nào nhưng cái bọn chống cộng ở bên bên Mỹ mà toàn mấy cái ông coi như là đi rũa móng này. Mà đi rũa móng mà cúi xuống rũa vì người ta cốc đầu nhiều cho nó thành điên mẹ là điên đúng như mấy ông Tân Thái bên này trường bị điên này. Mấy ông ngồi xuống cúi xuống rồi rũa móng chân móng tay mà không khéo á. Nó cốc của đầu cho rồi ung hết cả đầu lên rồi dần dần trở thành điên. Mấy thằng ấy cho hết vào nhà thương điên đi. Mỹ nó chưa xây được nhà thương điên thì sao nó không cho mấy cái thằng này vào nhà thương điên cho rồi. Để ở ngoài cho nó nói xấu làm xấu về hình ảnh của rồi, đất nước. Rồi bây giờ này mấy bạn muốn mà xem thằng Dũng Châu bị đánh ở Bờ Hồ bị cờ đỏ. Yeah. Đấy. Những người dân Hà Nội đập rồi thì vào kênh của Vietvision xem. Vietvision đúng, vào kênh Vietvision mà xem Dũng Châu ôm. Đấy, nên là nói đơn giản một cái như thế thôi. Chẳng qua là người ta không muốn thì dân người ta nghĩ là thôi. Người đã gọi là nhân dân ra đấy mà vui chơi giải trí chỗ cái nơi là nơi vui chơi giải trí cái ra đấy mà giải trí ta thoải mái súng phá để đồ bày đặt cái ra đấy hình. Mà dơ ba chụp hình như vậy mà đưa mấy cái ấy ra khẩu hiệu tiếng vớ vẩn ra để mà kiểu lừa đảo tiền của đồng bào ở bên hải ngoại người ta gửi về đúng không nhưng mà này tập cho là đúng rồi. Mình phải công nhận là cái người trong nước nó vẫn khôn hơn, kể cả bọn dân chủ cụi nó khôn hơn cái bọn bao que, nó lừa được bọn bao que nên là nó khôn hơn bọn bao que rồi. Bọn bao que ở trên ngoài toàn thằng mù thằng chột thế trên này có nhìn thấy gì đâu. Ông trong này nó ở trong nước này nó khôn hơn, nó chỉ chụp một vài cái tấm ảnh vớ vẩn có hai ba đứa rồi coi như lừa được cả cái lũ bao que ở bên nước ngoài. Đấy, lũ bao que nước ngoài cứ gật đầu xoáy cổ nghe tin thật. Đấy, ra vào xem cái diễn đàn bài Ben Đình Chương đấy. Nói mồm thì mạnh mẽ như thế đấy. Nói thế đi, biểu tình bao nhiêu ngày từ hôm mùng 10 tháng 9 không nói, còn ngoài ra hô hào những ngày khác từ ngày đó giờ có ai biểu tình đâu, có ai nghe đâu. Một lần dân người ta bị lừa thôi, trên nhân dân người ta không lừa lần thứ hai đâu. Đấy, toàn mấy cái ông coi như là rũa móng làm gì có tiền, tiền thì không có muốn về, chơi ở trong nước còn không có tiền mà về. Thế mà công cứ bảo công gửi nhiều tiền lấy đâu công gửi, lấy tiền ở đâu công gửi. Là công ăn lương trợ cấp ăn của mấy cái người ta đi lao động người ta đóng góp thuế vào để nuôi cứ công lấy tiền đâu công rồi gửi ông toàn nó phét lên nát thôi làm cho mấy cái thằng dân chủ cụi ở trong nước này nó cứ hốp nó tưởng là nhiều tiền lắm làm như sang Mỹ mà hút được tiền rồi mà ra đến mà vơ được tiền ngay Mỹ nó đầy mấy cái thằng coi như là nằm dài nằm ra ngoài đường ở ngoài đường ngoài chợ rất nhiều chưa Việt Nam mình bây giờ làm gì có cảnh như thế nữa. Bây giờ này, mà làm nói được. Siêu và tất cả các bạn này, bây giờ mình cứ một cái chế độ nào mà làm những điều có lợi cho dân cho nước đúng không? Được đất nước yên bình và có nhiều kinh tế phát triển. Đấy, thì người dân chúng tôi ủng hộ thôi, chúng tôi là người dân. Anh siêu nuôi lợn càng lớn nhanh, coi như là xuất chuồng một năm được coi như bao nhiêu tấn heo chẳng hạn, xuất sang các thứ đời sống. Của anh càng ngày càng coi như là phát triển nó ấm sống yên bình thì chúng tôi ủng hộ đúng chúng tôi là những người dân thôi nói chung là như chúng tôi là những người dân trong nước mà không cứ thì chúng tôi phải rất nhiều mà đa số là những người dân trong nước nó chỉ có vài chục cái đứa dân chủ cụi là lừa đảo bên nước ngoài để ăn tiền thôi còn toàn bộ là những người dân người ta tin vào đảng và nhà nước đang dưới sự dẫn dắt của đảng và nhà nước là đang phần đất nước phát triển rất tốt nhân dân ngày một coi như tiến lên được càng ngày càng và phát triển càng ngày làm giàu tương lai nhìn đấy mọi người dân trong nước người ta nhìn thấy tương lai đời con đời cháu sau này là sung sướng cho vì vậy người ta ủng hộ đảng cộng sản
ủng hộ nhà nước Việt Nam. Chỉ có vài ba cái chục thằng coi như là mấy thằng đó là tôi dám nói cho mọi người biết là mấy cái thằng dân chủ quậy đấy, nó là mấy thằng, thứ nhất là mấy thằng đi tù đi tội, rồi mấy thằng nghiện ngập vớ vẩn thôi, là nó nghe đấy, nó bất mãn với chế độ, rồi nó nghe mấy ông, hoặc là nó không phải là nó nghe đâu, mà nó cố tình lừa đảo cái bọn hải ngoại là đúng hơn đấy, để nó lấy tiền thôi, chứ chả có gì cả, khá lăng nhiêu làm gì đấy. Ngay như mọi người sao nào, à, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đấy, nó sang bên Mỹ đấy. Đấy, cái trình độ của nó nói cho mọi người hiểu là nó như thế nào. Cái cỡ của nó làm gì nó còn khẳng định đấy, nó bảo là nó rõ là mấy ông Mỹ đấy. Cái ông làm sao lật đổ đó là được Đảng Cộng sản. Súng ống thì không có, không lật cái gì. Có lật bản thân, lật mặt cái công thì có. Người ta sẽ lật mặt công ra. Đấy, mấy ông bà que. Nói thẳng công biết như làm gì. Đấy, công tự công lật mặt Đào Minh Quân đi. Ở bên Mỹ nhiều người lật mặt Đào Minh Quân rồi. Mà Đào Minh Quân này lật mặt cái loại gì nhỉ? Cái triều đại bịp đấy. Đấy. Quân của triều Minh Quân, Đào Minh Quân thì lật mặt triều đại bịp. Triều đại bịp thì lại lật mặt Đào Minh Quân. Rồi là nhân dân ở đấy người ta cũng lật mặt Đào Minh Quân. Đấy. Toàn hội lừa đảo bao nhiêu năm nay. Ăn tiền của người, lừa người dân. Thực tế là họ chỉ là ăn xin. Ăn xin nhưng mà ăn xin nó lừa dân một cách nó... Nếu mà cứ... đi từng nhà xin một vài đồng thì nó xấu hổ, cho nó phải lừa cách nào để chống cộng mới lật đổ cộng sản. Bao nhiêu năm nay rồi, lật được cái gì? Đấy. Còn nói chung là những bà con ở bên Việt Kiều ở sống ở bên hải ngoại càng ngày càng thấy cái bộ mặt của chúng nó, đúng không? Chúng nó chuyên môn lừa đảo từ Việt Tân. Trước kia là Đông Tiến 1, Đông Tiến 2, Đông Tiến 3 cái gì đấy. Đấy, Hoàng Cơ Minh thì chết 12 năm rồi. Nói chung là vẫn cứ lừa đảo và nó còn sống. Chúng đấy xem được. cái thằng gì nhỉ, cái ông gì nhỉ, ông gì gì Nguyễn ở bên Mỹ đấy, ông nói chuyện ông cãi với nhau với vợ bảo rồi kiểu gì thì năm 2019 này rồi là cộng sản cũng sẽ bị đổ, sẽ bị sập. Ông bảo bà lấy cái lý do ở đâu mà bà bảo là năm 2019 này mà bà bảo cộng sản sập, bà bảo chứ tôi cầu Chúa rồi. Ôi dồi, Chúa của bà còn phải vẫy đái, chạy vẫy đái đi. Chứ cầu Chúa mà cộng sản nó sụp đổ được thì Chúa của bà con 554 còn phải chạy từ miền Bắc qua miền Nam, chạy sợ cộng sản vãi đái nữa rồi. Đấy, rồi đến năm 1975 thì chạy sang Mỹ. Chúa còn phải chạy vãi đái thì còn làm sao lật đổ được cộng sản. Đấy. Thế là hai vợ chồng cãi nhau rồi cuối cùng là đấy, nói một cái đơn giản thế này. À, đấy là ngay người bên Mỹ đấy, chứ không nói người Việt Nam. Tôi nói các ông các bà cứ tin vào mấy cái thằng vớ vẩn. Đào Minh Quân, Minh Cước lấy cái gì? Các ông Đào Minh Quân lấy khả năng gì? Bản thân mấy thằng Mỹ nó coi mấy cái ông Đào Minh Quân như đống cứt ấy. Nói thẳng ấy. Người Mỹ đấy, người ta còn nói thẳng đấy. Nói chung là, ví dụ như, em nói siêu như cái vụ mà trước kia mấy cha con nhà cái ông ở dưới Đồng Nai này được coi như là bên triều đại Việt Nguyễn coi nó phong cho bố nó để làm tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai, con là tỉnh trưởng tỉnh Khánh Hòa, toàn những cái ông nuôi phong đấy, cho nên là mai kia bọn ba que về nó phong cho anh Trần Siêu nuôi lợn làm tổng thống là đúng rồi. Bây giờ tôi nói một cái đơn giản như này, mọi người nhìn xem nhá, cái đám ma, tôi xem một cái clip mà của ai đưa lên mà tôi xem cũng đã lâu rồi, cũng cái đám ma không biết là người Việt Nam Cộng Hòa hay là cái gì đó không biết, hay là cái ông dân biểu là ông mà ông bị chết đấy. Mà coi như là trong đó có đại sứ quán của mình vào đấy cũng lễ. Mang cờ đỏ sao vàng vào đấy làm viếng đấy. Cộng sản Việt Nam muôn năm. Việt Nam muôn năm đúng mười hồi đi. Thì không sao, mấy cái ông ba que ông mang cái cờ vàng ba que vào bị mấy thằng Mỹ nó cầm cái cờ nó ra nó vứt nó sọt rác. Đấy, ông không biết nhục. Nó thật đúng với ông ba que chẳng biết nhục tí nào cả. Nó cầm ngay mấy cờ vàng ba que nó cầm ra. Cắt mọi người khác như là ví dụ như đại sứ quán của mình cầm cờ đỏ sao vàng vào làm viếng lễ đàng hoàng. Còn mấy cái ông ba que mang cái cờ ba que vào, mấy thằng Mỹ nó cầm ra nó vứt là sọt rác. Thế các ông tự các ông cảm thấy xấu hổ rồi. Đến nguyên một cái như thế là người ta đã coi thường như vậy. Mà không biết nằm là các ông cái dây thần kinh nhục nhã các ông nó để ở đâu. Mà trong các ông không biết nhục mà các ông vẫn cố tình. Đấy, nói ví dụ như vậy thôi. Các ông giỏi bây giờ các ông mang cái cờ ba que của các ông lên cái nhà trắng của Mỹ các ông cắm thì sao nào?
Sao mấy thằng Mỹ nó coi cái ông, cái cờ béo que của ông là cái gì nào? Đấy. Thằng Nam ơi, thằng Nát Chân Lê nó kì về nhiều khi nó vào nó cứ dẫn dẫn trên đàn ấy mà. Đấy, cứ nghĩ xong có đúng không nào? Bây giờ mình phải nói cái gì nó phải đúng thì thôi. Cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó đã chết 45 năm, 44, 45 năm nay rồi. Nó chết rồi. Bây giờ có khi nó đầu thai thành kiếp khác rồi. Vậy mà công nguyên gồm coi như là cái cờ vàng ba sọc suốt ngày, cơ ông coi như là ăn nói tùm lum tùm na, kêu gào tùm lum tùm na đấy, có làm được cái gì đâu. Khổ lắm, không làm được cái gì, không làm nổi được cái gì cả. Tôi nói càng ngày công càng chống thì Cộng sản nó càng mạnh. Nhân dân Việt Nam lại càng ủng hộ cả Đảng Cộng sản. Đó, thế mới khổ. Thế công chống làm gì? Em nói siêu này, là nói chung là phần lớn những cái người Việt mình sống ở nước ngoài hiện nay, người ta đều hướng về quê đất nước, hoặc là người ta cũng lo làm ăn để phục vụ cho bản thân, gia đình người ta, trong cuộc sống của người ta ở bên đất nước sở tại. Đấy. Đúng. Chứ còn ví dụ là người ta cũng không, người ta cũng không chống lại cái chế độ Việt Nam nữa. Đấy, đúng, em mới trừ những người gọi là người ta có cái tinh thần yêu nước. Đấy, người ta nhìn về đất nước Việt Nam, thấy đất nước Việt Nam phát triển, đời sống của nhân dân càng được nâng cao, nhân dân Việt Nam được sống yên bình, thì người ta coi như là mừng rỡ và người ta có tinh thần yêu nước. Còn rất ít, nói anh ấy, còn rất ít cái kẻ sống cộng cực đoan thôi. Còn mấy thằng thân thái bên xương chẳng qua mấy thằng lừa đảo, những người mà sống ở bên hải ngoại thôi, kiếm tiền thế này thế khác. Đấy, chứ còn nói chung là em thấy là bây giờ phần lớn những cái bà con bên hải ngoại, người ta có cái tinh thần đối với quê hương đất nước rồi, đúng không? Cho nên là bây giờ mọi người này, càng nhiều những cái người, ví dụ những cái anh chị em yêu nước dám đứng lên ở sống ở trong lòng cái bọn chống cộng cực đoan ấy, người ta dám đứng lên, người ta phản ứng lại cái chuyện chống phá đất nước, đúng không? Cho nên là bây giờ nói chung là cái xu thế rồi anh ạ. Bây giờ mọi người cứ nhìn thế này này, nhìn hai cái sân bay đấy, gọi là sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài Hà Nội đấy, bây giờ ngày nào cũng thế, hàng nghìn người coi như là nước ngoài, người Việt hải ngoại, người ta về quê chuẩn bị ăn Tết đấy, như vậy là rất là vui vẻ thoải mái. Còn cái bây giờ tôi nói sự thật là mấy cái ông chống cộng ở lại cảm thấy nó rất lạc loài, tôi cảm thấy mấy ông chống cộng của đoàn bây giờ công hô hào nó cảm thấy rất lạc loài, được vài ba chục người lên hô hào vớ vẩn đấy, trông nó cảm thấy nó lạc loài cả, nó lạc loài quá đi. Đấy, mà không làm được cái gì chứ. Già khú đế rồi, có ông thì già khú đế, chống gậy không nổi rồi, vẫn cứ mồm mô chống cộng, không biết là chống cái gì. Đấy, có chống gậy xuống lỗ thì có. Bây giờ ví dụ như là gần Tết rồi, hôm nay là 16 âm lịch đúng không, chỉ còn mấy ngày nữa là Tết thôi, thì các bạn hãy về, nhất là sân bay Tân Sơn Nhất, các bạn ra xem. Bây giờ nó đông đặc những cái người coi như là hải ngoại Việt ở hải ngoại về đón xuân cùng với những người thân, đúng không? Đấy, trong những cái dịp này có mấy trăm ngàn người coi như là Việt kiều người ta về thăm đất nước, người ta vui xuân cùng với nhân dân Việt Nam, người ta thấy cảnh sống của những người dân Việt Nam của chúng tôi rất là yên bình và rất hạnh phúc, đúng không? Chúng tôi chẳng cái cảm thấy gì cả. Còn một đất nước nào thì cũng có những cái người giàu người nghèo, kể cả Việt Nam hiện nay chúng tôi công nhận cũng có người nghèo, nhưng người nghèo là người ta chỉ có coi như là có cái nhà nhỏ thôi, hoặc là người ta không có những phương tiện, ví dụ xe máy rất là đẹp, ô tô theo người ta đi thôi, chứ còn có một cái chiếc xe máy đạt tàn hoặc có một cái ngôi nhà nhỏ ở quê chứ người nào cũng có cả, đúng không? Chứ ở Việt Nam rất ít và rất ít những người nào, những người mà gọi là bên Mỹ gọi là homeless, tức là phải ngồi ngủ đường ngủ chợ các thứ, như ở những thành phố lớn như em ở thành phố Hồ Chí Minh hầu như là không có. Trước năm 2000 thì vẫn còn người Việt Nam vẫn còn có những người coi như là phải, tôi thấy ở ngoài đường thì cũng có thể là tối có thấy là những người người ta hay nằm ở vỉa hè biếc như thế, nhưng mà bây giờ làm gì còn, bây giờ công ty bói không có đấy. Tôi nói ở đây nhá, không phải là ấy nhá, nhưng rất nhiều người Việt hải ngoại bây giờ hiện tại bây giờ đang về Việt Nam Tết, mọi người cứ đi tìm thử xem có đúng hay không, cho tôi nói có đúng hay không. Đấy, nói cái gì nó phải có thật thực tế, chứ không phải là như công hải ngoại công hô. Chính ở nước Mỹ đưa rồi, lên clip người làm đường làm chợ rất nhiều. Đấy, ghim chân lên vào đây. Rồi. Đấy, cho lên đi. Nếu mà... Rồi, ok. Rồi.
tôi xuống để cho lên nha. Vâng, xin chào mọi người. Đấy, mời nó lên này. Lên 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 đi. Đấy, khách mời từ chối lời mời rồi, đâu có tham gia đâu. Tức là không lên này. Mời heo Đỗ Hiếu nè. Chắc mạng ở bên Hòa yếu quá hay sao? Đang thêm Đỗ Hiếu. Ok ok, có nghĩa là cuộc sống của người Việt dân Việt Nam là ok. Không lên, đã thân lên, che mặt không cho lên, lộ, sợ lộ. Vào coi như là lúc thì Hồ Chủ tịch muôn năm, lúc thì chửi coi như là Việt Nam. Không được Tổ Hiếu ơi, xem còn bạn nào lên nữa không nhỉ? Hôm nay khan tiếng quá, hôm qua coi như là hô bóng đá, hôm nay khan cả tiếng. Còn bạn nào lên không? Không thì tôi sẽ kết thúc diễn đàn ạ. Thôi nhá, tôi sẽ kết thúc diễn đàn ở đây nhá. Tôi xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. Xin chào các bạn hải ngoại. Chúc các bạn ở bên hải ngoại một ngày làm việc vui vẻ. Vâng, tôi xin chào tất cả các bạn. Giọng khan quá.